Các bạn thân mến, con gái Việt Nam từ ba miền Bắc, Trung, Nam đều mang trong mình những vẻ đẹp riêng biệt, ví như những bông hoa khoe sắc bốn mùa. Ở miền Bắc, con gái thường được ví như hoa đào nở giữa mùa xuân, với những nét duyên dáng tinh tế và dịu dàng, họ mang vẻ đẹp truyền thống, thuần khiết như câu ca dao xưa. Em là con gái Bắc, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chim hót bên tai. Con gái miền Trung lại nổi bật với sự chịu thương chịu khó như những đóa hoa cúc vươn mình trong bão táp họ kiên cường mạnh mẽ nhưng cũng đầy ân cần chu đáo con gái miền nam như hoa sen trong hồ phóng khoáng cởi mở và tràn đầy sức sống họ mang đến sự tươi mới năng động và luôn tràn đầy năng lượng miền nam cô gái chân thành như ánh nắng nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương trong câu chuyện ngắn ngày hôm nay, Quỳnh Hương xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một cô dâu miền Nam ra ngoài Bắc sinh sống, cô gái ấy không chỉ phải đối mặt với những khác biệt văn hóa phong tục mà còn phải đối mặt với một bà hàng xóm lẳng lơ, nổi tiếng ở trong làng vì những hành động không đứng đắn. Bằng với sự khéo léo và thông minh, không chỉ bảo vệ hạnh phúc gia đình mình mà còn giành được tình cảm từ bà mẹ chồng, tạo nên một câu chuyện đầy cảm hứng và đáng nhớ. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện ngắn ngay sau đây. Sáng sớm ở công viên, mấy bà tập thể dục đã tụ tập lại ở một chỗ dưới tán cây lớn, vừa kéo giãn cơ thể, vừa tám chuyện rôn rả. Bà Lan với nụ cười tươi giói bắt đầu câu chuyện. Ê mấy bà, con nhỏ tiên nhà tôi lấy chồng giàu rồi đó nha. Ông xã nó làm giám đốc công ty lớn. Nghe nói thu nhập hàng tháng tính bằng đô la không đấy. Nhà cửa xe hơi đều dư xài. Con tiên giờ thành phu nhân rồi. Sáng ngồi xe hơi đi làm, tối về ăn nhà hàng sang trọng. Bà Hoa nghe vậy cũng góp chuyện. Ái chà ngon quá ta Mấy đứa con nhà bà giỏi ghê Hèn chi nhìn bà lúc nào cũng vui vẻ phấn khởi Bà Lan đắc chí gật đầu Thì cũng nhờ trời thương Con tiên nó ngoan hiền Gặp được người tốt Mấy bữa nay tôi còn được rủ đi du lịch Đúng là sướng như tiên Trong khi mọi người cười nói rôm giả Bà Lệ đứng bên cạnh lặng lẽ nghe Mà trong lòng buồn phiền Con gái bà lớn Nhưng suốt ngày chỉ ham vui ham chơi mở quán cà phê mà tụi bạn thân nó kéo tới chơi bài suốt, không lo làm ăn. Bà Lệ thở dài, ánh mắt ra xăm, nghĩ tới tương lai của con mà không khỏi lo lắng. Bà Tư ngồi kế bên hỏi nhỏ. Mà con bé Lệ dạo này sao rồi? Quán cà phê đông khách không? Bà Lệ giật mình, vội cười gượng. Cũng bình thường thôi bà ơi, tuổi nhỏ giờ ham vui ham chơi quá, giờ chỉ mong nó lấy chồng rồi tu trí làm ăn. Bà Tư nghe vậy gặng hỏi. Thế nó có người yêu chưa? Tôi giới thiệu cho cháu của chồng tôi nhá. Thằng bé ngoan lắm, năm nay 30 tuổi, công việc đàng hoàng. Bà Lệ vui vẻ nói. Ôi được như vậy thì tốt quá, hai nhà quen biết nhau càng yên tâm. Vậy thế nhá, để tôi bảo cháu tôi qua đó chơi. Bà Lệ chào mọi người rồi lặng lẽ trở về nhà. Về tới nhà, thấy cô con gái quý hóa vẫn nằm ngủ trên phòng, bà đi lên đập cửa ẩm mỹ. Nhi ơi là Nhi ơi, sắp 9 giờ tới nơi rồi đấy, Mày vẫn chưa theo dậy hả con? Tôi tỉnh giấc giọng lè nhà. Vẫn sớm mà mẹ. Sớm cái gì nữa, có quán cà phê nào mà 9 giờ chưa mở cửa không hả? Thì có quán nhà mình. Mày có dậy không, hay để tao phá cửa vào đây hả con kia? Tôi thở dài, rồi oải oải ngồi dậy, vươn vai một cái, tôi dậy mở cửa, nhưng mắt tôi vẫn nhắm tịt. Cả ngày nay tôi bị mẹ tôi tra tấn tinh thần về phi vụ lấy chồng nên tôi rất khó chịu. Ngồi bán cà phê mà mặt tôi cứ hầm hầm ra. Thấy khách vào uống cà phê tôi còn bực mình không muốn bán hàng luôn ý. Tới trưa có một anh đi ô tô màu đen bóng loáng tới. Anh ta đỗ xe ngay trước cửa quán và vui vẻ đi vào. Em ơi, cho anh cốc lâu nóng. Đang bực mình trong người lại gặp ngay quả khách ngọng vần. Tôi liệt nói. Quán em chỉ có nâu nóng chứ không có lâu nóng anh nhé. Anh khách ngại gãi đầu Nhưng đánh vần mãi Nó vẫn là lâu lóng Chứ không phải nâu nóng Tôi thở dài rồi nói Thời đại nào rồi Mà vẫn còn người ngọng vần như anh nhỉ Mà này Muốn uống cà phê Thì phiền anh lùi gọn cái xe ô tô vào giúp em Quán có mỗi cái cửa trang trí đẹp Thì anh đỗ xe trình hình thế Ai còn thấy gì nữa Đi đi còn đứng đó mà nhìn đấy à Anh khách đứng hình mất vài giây Rồi mặt ngắn tũn đi ra ngoài Tôi còn tưởng anh ta dỗi bỏ về luôn nhưng anh ta lủi xe xong lại đi vào tôi lại nói tiếp anh vào thì ngồi xuống đi ai bắt anh đứng đâu anh khách lại ngồi xuống nhìn tôi tôi pha cà phê xong tôi bê ra đặt xuống bàn cà phê lâu lóng của anh đây cảm ơn em tôi không nói gì ra chỗ khác ngồi lướt điện thoại tự dưng anh khách hỏi em có tâm trạng gì à sao thế em khó chịu vậy tôi thở dài không có gì đâu anh khách vẫn vui vẻ bắt chuyện anh là Đức, 30 tuổi Nhà anh ở bên phố bên Còn em tên gì vậy? Tôi lử mắt nhìn anh khách Lắm chuyện, uống thì lo mà uống đi Là còn vảnh mồm lên mà tán gái đi à Bớt bớt đi ông nội à Anh Đức gãi đầu lẩm bẩm Cô ấy khó tính y như bà nội mình luôn Thế mà cô tứ bảo dễ tính lắm Cô ấy lừa mình đấy à Sau đó có khách vào Nên tôi không để ý gì đến anh ta nữa nhưng cứ mỗi lần tôi quay ra là lại thấy anh ta đang nhìn tôi thầy tôi nhìn lại thì anh ta vội quay mặt đi chỗ khác tôi nghĩ trong bụng cái thằng cha nội này nhìn mặt gian lắm chẳng lẽ nó tính lừa mình để trộm tiền đấy à mình phải cẩn thận mới được tí nữa mà khách về hết anh ta vẫn còn ngồi lì ở đó thì anh ta chết chắc anh ta lì thật đấy ngồi uống cốc cà phê những hai tiếng rưỡi chưa thèm về tới lúc khách trong quán về hết tôi mới ra ngồi đối diện với anh ta và lạnh lùng hỏi Này anh, tôi có quen với anh đâu Sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy Anh khách gãi đầu rồi cười Đâu có, anh có nhìn gì đâu nhỉ Nói cho đúng, không tôi móc mắt ra chơi bi đấy Em hùng dữ quá, thế mà anh tưởng Nói đi, anh tính lừa tôi đúng không Anh Đức tròn xoay mắt nhìn tôi Sao em lại nói như vậy, anh có lừa gì em đâu Tôi nhếch mép cười Anh thôi diễn trò đi, lại mấy cái trò lừa đa cấp chứ gì anh lừa ai chứ không lừa được tôi đâu mà tôi nói thật cho anh biết nhá giờ nhà tôi cũng không còn gì để anh lừa đâu anh nhìn vào góc tủ kia đi trước có cái két của mẹ tôi để đấy đấy nhưng mấy cái thằng lừa đảo giống như anh ấy tới lừa khênh đi mất rồi còn mỗi tôi thôi anh lừa được thì lừa rồi mang tôi đi có khi mẹ tôi lại cảm ơn anh dối rít tít mù lên đấy anh đức nhìn tôi và ánh mắt hoang mang em nói gì mà anh không hiểu gì hết Ai lừa em chứ Anh thì không bao giờ lừa em nhá Anh không lừa tôi thật sao Thật Thế thì anh lượn đi Đi xe ô tô bóng loáng Vào uống được cốc lâu lóng Mà ngồi lì ở quán người ta gần 3 tiếng rồi đấy Phán Anh Đức mặt ngắn tũn lại Cầm cốc cà phê uống hết rồi đứng dậy lý nhí Thế bao nhiêu tiền anh gửi Hai chục Anh Đức mở vì ra bới mãi không có tiền lẻ Anh mới đưa tôi tờ 500 ngàn Tôi mới điên máu lên Tôi quạt cho anh ta một trận này, anh chơi sỏ tôi đây à? Có hai chục mà anh đưa tần 500 Tôi bán hàng từ sáng cũng không đủ trả lại cho anh nữa Anh tìm mãi không còn tiền lẻ Chứ anh không có ý chơi sỏ em đâu Em đừng hiểu lầm Đùa chứ Tôi đã bực về chuyện mẹ tôi thì chớ Lại gặp phải quả khách từ trên trời rơi xuống Thật sự là tôi thấy rất ức chế Tôi nghiến răng Anh còn không mau đi đổi đi Hay là để tôi cầm kéo cắt đôi ra nhá Anh Đức cuống lên Vậy em chờ anh tí, anh đi đổi tiền lẻ ạ. Bà Tư ngồi ở phòng khách, thì em gái của bà là bà Lan Béo sang chơi. Chị à, hôm nay thằng Đức đi uống cà phê chưa? Bà Tư phấn khởi, nó đi từ lúc 11 giờ trưa, tới giờ vẫn chưa thấy nó về cô à. Chị thấy hồi hộp quá. Nếu hai đứa nó ưng nhau thì tốt quá. Ừ, chị cũng mong vậy. Thằng Đức lấy vợ, mẹ nó cũng có cháu bế bồng. Chứ mấy năm nay, nó cứ vùi đầu vào công việc, chị cứ thấp thỏm không yên. Em tin lần này, chị có cháu dâu thật rồi đấy. Linh cảm của em từ trước tới nay luôn đúng chị ạ. À? Hai bà cô tiếp tục trò chuyện, tiếng cười nói rộn ràng. Thì Đức lái xe về tới sân, rồi lưỡng thững đi vào. Bà Tư vội đứng dậy hỏi Đức. Sao rồi, cháu đã gặp con bé chưa? Đức gật đầu. Cháu gặp rồi à? Thế nào, con bé xinh lắm đúng không? Đức cười. Cô ấy xinh, nhưng mà gây gớm y chang bà nội cháu vậy. Tới chiều tôi rảnh nên tôi mới phóng xe máy sang nhà con Linh, bản thân của tôi chơi. Hai đứa ngồi buôn dưa lê mãi tới chiều tối mới về. Trời nhà nhem tối, mắt mũi tôi lại tèm nhem. Thế là bị đèn xe làm cho chói mắt. Tôi đi tới đoạn ngã ba đường thì mãi nhìn cái xe máy sang đường nên tôi lao thẳng xe máy vào đầu xe ô tô. Dầm một tiếng tôi ngã ngửa ra phía sau, chiếc xe ô tô phanh gấp lại. Tôi bị ngã đau quá nên tôi gào lên. Đi đứng cái kiểu gì thế hả? À? Bị mù à mà không nhìn thấy tôi Anh xin lỗi em có sao không Nghe giọng quen quen tôi ngẩng lên Là anh sao Em đâu à Để anh đỡ em dậy xem có làm sao không nhá Tôi thở dài nói Không biết kiếp trước tôi mắc nợ anh chuyện gì Mà kiếp này tôi gặp anh chứ Phiển chết đi được Đức gãi đầu đói Là em đi sai đường mà Sao em lại đi ngược chiều thế Thì nhà tôi ở bên kia Tôi đi tắt lối này cho nhanh May cho anh là tôi không sao đấy nếu không thì hôm nay anh giết chắc với tôi Anh xin lỗi em không giận anh nhé Tôi được rồi tôi về đây Tôi phi lên vỉa hè và đi về nhà Sáng hôm sau tôi còn đang dọn quán bán hàng Đã thấy Đức lù lù xuất hiện Trên tay sách túi hoa quả Nhi đây à Anh tới đây làm gì Tôi có sao đâu không cần anh tới thăm Đức đi vào ngồi xuống cười tươi Cho anh một lâu lóng Tôi lử mắt Nâu nóng Ừ thì lâu lóng Trời ạ, à, chắc anh không sửa được nữa rồi. Mà sao anh biết tên tôi vậy? Tôi nhớ là hôm trước tôi không nói tên cho anh biết mà. Làm sao anh biết tên tôi được? Đức thật thà nói. Thì cô Tư nói cho anh biết. Họ nói hai gia đình đang mai mối cho chúng ta mà. Tất nhiên anh phải tìm hiểu về em chứ. Tôi chố mắt ngạc nhiên. Hóa ra, anh là cái anh 30 tuổi, cháu bà Tư béo đó ư? Đúng là anh đây. Ngày nào mẹ tôi cũng nhắc tới anh và bảo tôi mai anh và cô anh sẽ sang nhà tôi chơi nhưng tôi không nghĩ người đó là anh đâu thê đã gặp nhau mấy lần rồi em thấy anh là người thế nào đẹp trai nhưng có vẻ hơi hiền thì phải không lẽ đàn ông con trai lại đi so đo tính toán với một cô gái à anh không phải người như vậy tôi gật đầu và nghĩ anh ta cũng được lắm chứ không tệ như mình đã nghĩ sau vài lần gặp gỡ và nói chuyện với nhau tôi thấy đức cũng không tệ lắm anh rất đứng đắn và đàng hoàng và lại, tôi thấy con trai miền Bắc cũng dễ thương đấy chứ. Trần Đời, trai miền Nam hay lấy gái miền Bắc, chứ trai miền Bắc là họ sợ lấy gái miền Nam lắm. Thế mà lão Đức này lại thích tôi mới chết chứ. Mấy đứa bạn tôi gặp Đức một lần là nó đã gật đầu ưng ý, đứa nào cũng bảo là được lắm, cưới đi. Tôi thông báo tin là sẽ lấy Đức, mẹ tôi vui lắm, nhưng khi biết gia đình Đức ở ngoài Bắc, Đức vào Nam làm việc, ở nhà cô tư thôi thì mẹ tôi dãy nảy lên gọi điện cho bà Tư Béo. Bà Tư này, con bé nhà tôi, nó bảo thằng Đức nhà ở miền Bắc đấy à. Cái nhi nhà tôi nó vụng lắm, giờ lấy chồng miền Bắc. Thế mọi người bảo khác biệt văn hóa, cách sống thì khó hòa hợp. Bữa giờ tôi lo lắng quá trời luôn. Bà Tư vừa nghe vừa lắc đầu cười nhẹ. Ôi giời, chuyện đó đâu phải của riêng mình bà. Tôi thấy cũng nhiều người lo như vậy. Nhưng thiệt tình, con trai miền bắc có cái hay của họ chứ họ chăm chỉ thật thà biết lo lắng cho gia đình bà lệ thở dài ánh mắt lo lắng tôi cũng biết vậy nhưng tôi cứ sợ chuyện xa xôi với lại nó quen lối sống miền nam không biết có nhập ra tùy tục được không ngoài đó họ sống khác mình bà tư béo nheo mắt nghĩ ngợi rồi chậm rãi đói thế bà coi ông xã tôi cũng là người miền bắc tôi đâu có thấy vấn đề gì đâu ông ấy chăm chỉ làm ăn lo cho gia đình từng ly từng tí mà con trai miền bắc cũng biết lãng mạn lắm không như mấy người nghĩ đâu có khi còn hơn mấy ông miền nam mình nữa đấy bà lẹ nghe vậy mắt mở to ngạc nhiên thiệt hả bà tôi cứ tưởng họ khô khan ít nói chứ bà tư cười khúc khích đâu có ông nhà tôi viết thơ tặng quà nói chuyện ngọt ngào lắm còn trai miền Bắc, họ biết cách thể hiện tình cảm theo cách riêng của họ. Bà yên tâm đi, đừng bỏ qua cơ hội tốt chỉ vì định kiến. Bà lệ gật gù, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Cảm ơn bà Tư nha, tôi sẽ nói chuyện với chồng tôi. Hy vọng ông ấy hiểu ra. Tôi chỉ mong nó tìm được người tốt, biết lo lắng là tôi vui rồi. Bà Tư an ủi. Ừ, bà cứ từ từ nói chuyện với các con, rồi đâu sẽ vào đó thôi, tình yêu không biên giới mà Quan trọng là hai đứa thật lòng thương nhau Sau khi nói chuyện với bà Tư xong Mẹ tôi lên mạng sớt vùng quê Thái Bình Vì biết nhà chồng tôi ở Thái Bình Vùng quê rất yên bình Nhưng cuộc sống của người dân làng đó chưa phát triển mấy thì vậy mẹ tôi mới hỏi Thế thằng Tuấn đang làm nghề gì? Anh ấy là trưởng phòng trong công ty nước ngoài đó mẹ ạ. Thế bố mẹ nó làm gì? bố mẹ anh ấy làm đồng ruộng thôi thế cưới nhau tụi mày ở đâu thì con ra ngoài bắc làm dâu chưa à ở vài tháng xong lại vào trong này hay như nào không ạ à, anh tuấn đang xin ra chi nhánh miền bắc làm rồi bọn con cưới xong là về ở hẳn ngoài đó đấy mẹ tôi nghe thế gào ẩm ĩ lên sao vừa mới cưới là rút hết đi như thế như cái kiểu lừa được con gái nhà người ta xong là phắn đấy à ở miền Bắc họ gọi là phần sông lứa đấy mẹ ạ. Mẹ tôi đau đầu than vãn, bà bảo với bố tôi rằng Tôi lo lắm ông ạ. À. Con Nhi nhà mình chả biết làm gì, rồi sao mà lấy chồng được chứ? Bà giờ hơi đấy à, nó sắp lấy chồng rồi đấy. Bà nói vậy, hóa ra bà coi thường nó à? Trời ơi, ông không hiểu ý tôi à? Tôi sợ ba bảy hai mốt ngày, nó lại về với chúng ta ấy. Không có chuyện tới đâu, cờ tới tay ai người đấy phất. Giờ nó không biết làm Nhưng sau này nó biết Bà cứ chờ mà xem Tất cả là tại ông Triều nó quá đây Con gái là phải nữ công ra tránh Đằng này thì hổ báo cáo trồn Không biết nó giống ai nữa Thì nó giống bà chứ giống ai Ngày xưa mới cưới Bà cũng có biết làm cái gì đâu Thế mà bà và tôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau đó thôi Thế nên bà không phải lo đâu Kệ nó đi Tôi vẫn thấy lo lắm Rồi lại xa xôi chứ lúc ốm lúc đau trái gió trở trời mẹ tôi sụt xịt rơm rớm tôi ôm mẹ rồi nịnh thời đại công nghệ mà mẹ chỉ bay hai tiếng là con về tới mẹ ngay mà mẹ cứ bơm tiền cho con là con ok hết số tài khoản ngân hàng của con mẹ nhớ mà mới đầu mẹ tôi cũng không đồng ý đâu nhưng do chúng tôi quyết tâm quá nên ông bà đành phải chấp nhận vì chúng tôi ở xa nên chúng tôi tổ chức tiệc cưới hai lần một lần ở nhà gái một lần ở nhà trai lần này vợ chồng tôi ra bắc trước để chuẩn bị cỗ bàn trước khi đi tôi còn được bố mẹ dặn dò đủ thứ mẹ tôi thì bảo người ta mời cơm thì không nên ăn ngay vì họ chỉ mời khách sáo thôi rồi trong khi ăn thì phải gắp món ngon cho người lớn trước cho chồng sau phải chuẩn bị một đôi đũa khác để gắp không dùng đôi đũa đang ăn giỏ đâu ăn xong thì phải nhanh nhẹn pha nước mời tăm cho người lớn nhưng phải cầm ngang ở thân que tăm không được cầm ở đầu tăm vì mẹ chồng mà rét nét có thể đánh giá cách cầm tăm như thế là rất mất vệ sinh mẹ tôi nói bao nhiêu là thứ mà tôi muốn lùng bùng của đầu óc nhưng thôi do bà lo lắng quá chứ tôi thấy tùy cơ ứng biến giờ đâu còn xã hội phong kiến thời xưa đâu mà mẹ chồng đầy ải con dâu bố tôi cũng dặn con nên nhớ làm dâu ở bất kỳ vùng miền nào thì những đức tính của con dâu như sống có trên có dưới lễ phép chăm chỉ cũng được đánh giá cao cũng không phải làm dâu miền bắc thì sẽ bị mẹ chồng đầy ải còn làm dâu miền nam thì sung sướng nhàn hạ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì ở miền nào cũng khó tránh mâu thuẫn bởi vậy quan trọng nhất vẫn là phẩm hạnh của người con gái mà phụ nữ việt nam thì phải nhớ hiếu kính với bố mẹ chung thủy với vợ chồng, yêu thương con cái và sống thơm thảo với anh em hàng xóm láng giềng. Con nhớ chưa? Nghe bố mẹ dặn mà tôi xúc động nghẹn ngào. Mới đầu còn vô tư vô tâm. Giờ tự dưng nghĩ xa bố mẹ. Tôi rơm rớm nước mắt. Đức đứng bên cạnh an ủi tôi. Anh nói. Bố mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc cho Nhi thật tốt. Không để cô ấy chịu ấm ức khi về nhà chồng đâu ạ. À? Bố mẹ con rất hiền và tốt tính. Con tin Nhi sẽ sớm thích nghi thôi ạ à. Bố mẹ tôi gật đầu Rồi biện diện chia tay vợ chồng tôi Cuối cùng Thì tôi cũng ra đến miền Bắc Sau một chuyến đi dài Lần đầu tiên về quê chồng ở Thái Bình Khi bước xuống xe Tôi hít thở không khí trong lành Mùi thơm của lúa chín và cỏ dại thoang thoảng khắp nơi Cảm giác như Mọi lo toan mệt mỏi của cuộc sống đô thị Bỗng chốc tan biến Ánh nắng chiều dịu nhẹ trải dài trên những cánh đồng lúa bát ngát ở vùng quê Thái Bình. Tôi, một cô gái miền Nam mới ra Bắc lần đầu, tay trong tay đi bộ trên con đường làng quanh co, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tận hưởng không khí trong lành và mùi hương của đồng lúa. Bất chợt, chồng tôi nhìn thấy mấy cô chú đang làm việc dưới ruộng, anh vẫy tay chào. Chào các cô các chú, hôm nay lúa có vẻ tốt quá ha. Chú ba, một người nông dân trung niên với khuôn mặt dám nắng nhưng nụ cười tươi giói, ngẩng đầu lên nhìn rồi cười đáp Ừ, Đức đó hả? Đưa vợ ra thăm quê đấy à? Lúa năm nay được mùa lắm con à? Mà con bé này là vợ con đấy à? Xinh ghê Nhi mỉm cười, cúi chào các cô chú Dạ, con chào các cô chú Con tên Nhi, mới ra đây lần đầu Quê mình đẹp quá, con thích lắm Cô Sáu, người phụ nữ đang cấy lúa gần đó Nghe vậy liệt nói Ôi con bé nói chuyện dễ thương ghê mới ra đây mà đã thấy thích rồi à Ở đây tuy không nhộn nhịp như trong Nam Nhưng bình yên lắm con ạ à. Mùa nào thức ấy vui lắm Đức nhìn Nhi với ánh mắt đầy yêu thương Nhi mới ra lần đầu Thấy mọi thứ còn lạ lẫm Nhưng mà thích lắm Từ nãy cứ khen quê mình hoài Cô chú cứ yên tâm Con sẽ đưa Nhi đi tham quan hết chỗ đẹp ở đây Chú ba cười ha hả Tốt quá Nhi cứ ở đây với Đức cho quen rồi con sẽ thấy quê chồng mình Cũng có nhiều cái hay Bà con ở đây ai cũng quý mến Thương yêu nhau lắm Nhi gật đầu cảm thấy ấm lòng Dạ con cũng mong sẽ sớm quen với cuộc sống ở đây Cảm ơn các cô chú nhiều lắm Cô Sáu tiếp lời Thôi hai đứa cứ đi dạo tiếp đi Đừng để bọn cô chú làm phiền Hôm nào rảnh ghé nhà cô chơi Cô làm ít món quê đại hai đứa Đức và Nhi cúi chào Rồi tiếp tục bước đi Trong lòng cảm thấy vui vẻ ấm áp Cuộc trò chuyện ngắn ngủi với những người nông dân chân chất thân thiện đã để lại trong lòng Nhi những ấn tượng sâu sắc về tình người và cuộc sống bình dị ở quê chồng. Buổi tối, dưới ánh trăng sáng tỏ, ngồi cùng gia đình chồng bên mâm cơm ông cúng, tôi lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống quê nhà, những mùa lúa vàng bội thu, về sự gắn bó của con người với mảnh đất này. Cảm giác thân thuộc ấm áp len lỏi trong tim, tôi nhận ra rằng quê hương chồng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống mới của tôi. Nơi tôi không chỉ tìm thấy tình yêu, còn là sự bình yên và hạnh phúc thật sự. Nhìn chồng mà tôi thầm cảm ơn số phận đã đưa tôi đến đây để trải nghiệm và cảm nhận vẻ đẹp tình người nơi đây và để hiểu rằng dù ở đâu, tình yêu và sự gắn bó với quê hương luôn là điều quý giá nhất. Chúng tôi nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi bắt tay chuẩn bị đám cưới nhà chồng tôi tổ chức đám cưới ở tại nhà theo tập quán của quê hương cỗ cưới cũng là anh em họ hàng tự làm hết mà cỗ quê chồng tôi cũng tươm lắm ạ à. mổ nguyên cả một con lợn và một con bê đấy mà anh em họ hàng làm giúp nhiệt tình lắm ở quê mọi người sống rất tình cảm khách mời là cả làng luôn từ bé tới giờ tôi mới biết ở quê người ta ăn cỗ cưới ba ngày ăn gì mà nhiều thế nhỉ cứ như ở trong nam cỗ khách sạn buổi sáng là xong nhanh gọn lẹ chưa cỗ bàn ba ngày liền thế này là mệt người lắm. Bốn giờ sáng, mọi người đã tới làm giúp. Mọi người tới là tôi tỉnh giấc luôn. Nhưng vì tôi có dậy thì tôi cũng không biết làm gì. Nên tôi không dậy. Tôi với Đức ôm nhau ngủ tới bảy giờ sáng. Mẹ tôi vào gọi thì hai đứa mới dậy. Mọi người, ai cũng tò mò muốn xem mặt cô dâu miền Nam. Nên nhìn thấy tôi, ai cũng nhìn. Nhất là mấy bác hàng xóm nhìn tôi kỹ lắm. Bác Hà ngay bên cạnh nhà chồng tôi Nổi tiếng là gây gớm Vừa nhìn thấy tôi bà đã nói ngay Con dâu của bà Vân xinh thế Đúng là gái phố có khác Bà Vân sướng rồi nha Mẹ chồng tôi liền nói ngay Đương nhiên là tôi sướng rồi Bà nói đúng quá Rồi bà hàng xóm nhìn tay tôi và nói mỉa Móng tay thế kia Rồi mai đi cấy để hỏng hết móng à Ô hay Ngày cưới của nó Nó làm móng cho đẹp thì sao Bà cứ để ý nó làm gì thế? Chưa gì mà bà đã bênh con dâu như vậy rồi. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, không lẽ tôi nói sai ở đâu? Tôi nghe mà hả hê, bà xóm mẹ mẹ chồng tôi nói cho ê mặt luôn. Đám cưới ở quê tôi vui lắm mọi người ạ, à. ngay buổi chiều ăn 30 mâm liền, mẹ chồng tôi bảo sáng mai còn 20 mâm khách nữa, chưa kể anh em họ hàng, tính sơ sơ cũng gần chục mâm. Mẹ chồng tôi bảo cưới vợ chồng tôi cũng phải đến tầm 70 mâm, chưa kể những bữa ăn phụ, đám cưới hoành tráng ở quê đấy, chứ không đùa đâu. Người dân làng tới ăn trầu uống nước, rồi là tiết mục nhảy nhót của các bạn nam thanh niên trẻ tuổi. Bên trong nhà là hai bàn bài bạc của các chú các bác. Tôi ngồi ở ngoài một lúc, thấy đau đầu quá, nên tôi đứng dậy đi vào nhà. Thấy các bác đánh bạc, mắt tôi sáng bừng lên. Ô, các bác chơi bài tiền đấy à? Một bác vừa ù, tay cầm tiền rồi nói. Ừ, Lâu lâu các bác ngồi tí cho vui, tôi liền ngồi xuống xem luôn, riêng cái món này tôi đam mê lắm, vì ở trong nam rảnh tôi vẫn ngồi chơi với lũ bạn mà, nên mấy cái món bài này với tôi không có gì xa lạ cả. Ngồi xem các bác chơi mà tôi thấy ham luôn. Một bác số đen đang chơi thì vợ gào ôm lên. Lại cờ bạc rồi đấy, có đứng dậy không hả? Thế rồi, vợ bác cầm tay kéo dậy rồi lôi về nhà, tự dưng thành thiếu chân, tôi liền nói: Thế để cháu thay chân bác ấy luôn Mấy bác quay qua nhìn tôi Con nhỏ này biết chơi bài á à? Dạ vâng, đam mê của cháu đấy bác ơi Thế thì ngồi đi Thế là tôi ngồi đánh bài cùng các bác luôn Mới đầu các bác còn nói Cháu dâu còn trẻ người non dạ Mọi người nương tay chút nhá Tôi liền nói luôn Dạ cháu trẻ người thật Nhưng kinh nghiệm đánh bài chắc chắn không kém các bác đâu à Mà đã ngồi chơi bài tiền với cháu Thì cháu không nương tay đâu con bé này khá lắm, rất thẳng thắn. Bác cứ khen ạ. À. Tốt lắm, thua thì đừng có mà tiếc tiền đấy nha, không lại bảo bác không bảo trước. Các bác trai dễ tính bao nhiêu, thoải mái bao nhiêu, thì mấy bác gái lại để ý và soi mói tôi bấy nhiêu. Thế tôi ngồi bàn tròn cờ bạc với các bác, mấy bác gái cứ nhìn tôi rồi bàn tán. Nhưng mà lúc đó, tôi và các bác trai đang mải chơi, nên tôi có để ý tới đâu. Mẹ chồng tôi ngồi nói chuyện với mọi người ở ngoài Thì bác Hà lại vỗ vai nói giọng mỉa mai Cô con dâu miền nam của bà đâu rồi Chắc nó ngồi với chồng nó đằng kia Hội bạn của chồng nó ngồi đằng kia mà Bà Hà bĩu giải môi Bà nhầm rồi Nó đang ngồi chơi cờ bạc ăn tiền Với các bác nó ở trong nhà kia kìa Bà nói đùa tôi đấy à Tôi đùa bà làm gì Bà vào mà xem đi Tôi không tin đâu Bà hoa mắt nên nhìn nhầm đúng không Bà không tin thì vào xem đi Tôi mà thèm nói đùa với bà đấy à Tôi vừa ủ liên tiếp hai ván Các bác mặt méo dần Một bác ngồi cạnh gật gù Con bé này được lắm Mày mà đi theo bác đánh bạc Có mà hốt tiền Bác lại quá khen rồi Cháu chơi nhiều rồi nên cháu biết chứ Mẹ chồng tôi đi vào Thấy tôi đang chơi cờ bạc với các bác Thì hốt hoảng kéo áo tôi Con ơi sao lại ngồi đây chơi Tôi ngẩng mặt lên hồn nhiên trả lời Mẹ đây à các bác thiếu chân, nên con ngồi cho đủ chân mẹ ạ à. Mẹ ngồi xuống đây ngồi canh con Con được bao nhiêu con đưa cho mẹ hết Trời ơi, thôi con đừng đánh nữa Không dân làng người ta cười cho đấy Ồ, đấy, con lại ủ rồi Tiền về tiền về rồi Mẹ chồng tôi thấy tôi thu tiền về bọc mình Bà nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ Các bác thì nhăn nhó vỏ đầu bút tay Sao con bé này nó may thế nhỉ Tôi liền đưa cho mẹ chồng tôi một nắm tiền Mẹ đếm cho con xem được bao nhiêu rồi à mẹ chồng tôi đếm xong tiền cho tôi và bảo con cứ ngồi chơi đi lát khách khứa về rồi mẹ vào ngồi với con nhé giờ mẹ phải ra tiếp khách đây xa dạ, mẹ đấy mẹ chồng quốc dân là phải như thế chứ bà đi ra ngoài bàn ngồi cùng mấy bà bác thì bác hà hỏi luôn bà đã nhìn thấy con dâu của bà ngồi chơi cờ bạc chưa thấy rồi thì sao con gái con lứa mà ngồi chơi cờ bạc không ra cái thể thống gì cả tôi mà có đứa con dâu như vậy á tôi tốm tóc tôi tát cho vài phát rồi tôi tống cổ ra khỏi nhà luôn ý thời đại nào rồi mà bà còn khắt khe quá vậy tôi thì nghĩ đơn giản thôi vui thì chơi một lúc cũng đâu có sao bác hà bĩu giải môi trời ơi đầu óc bà có vấn đề đấy à bà lại dung túng cho con dâu như vậy sau này nó trèo lên đầu bà nó ngồi đấy nói như vậy thì bà cũng thường trèo lên đầu mẹ chồng bà ngồi đấy à bà hà giận tím người bà nói thế mà nghe được đấy à? tôi thì làm sao? nó như thế nào thì nó cũng là con dâu tôi nên có chăng có sao thì cũng chả liên quan tới bà. bà hiểu chưa hả? bà hà tức quá đi vào gọi chồng nhưng chồng mải chơi bài không về. thế là bà về một mình với vẻ mặt khó chịu. kết quả sau năm tiếng ngồi đan quạt tôi thu về 11 triệu. tôi đưa hết cho mẹ chồng vì bà ngồi cạnh tôi suốt mấy tiếng liền mẹ chồng tôi cũng dễ tính mà. Còn chồng tôi thì uống với đám bạn vài chén nên đã đi ngủ từ bao giờ rồi. Bài bạc bà kết thúc, mấy bác thua hết tiền đứng dậy uẻ oải Thua hết với mẹ con bà Vân rồi còn đâu. Thôi chúng ta chuẩn bị cỗ bàn là vừa đấy. Mẹ chồng tôi cười nói. Vâng, thế các bác ra làm giúp nhà em với à? Em cảm ơn các bác nhiều ạ à? Thôi đi làm cỗ thôi các ông ơi. Đến ngay trong ngày cưới của mình tôi còn kiếm được tiền đấy mọi người à. Thế nhưng dân làng hàng xóm bắt đầu để ý và soi mói tôi. Trong mắt họ, tôi là người hư hỏng. Cuộc sống hôn nhân của tôi bắt đầu rất nhẹ nhàng. Tôi thấy mọi chuyện khá là bình thường, không có gì phải suy nghĩ cả. Sáng ngày hôm sau, tôi và Tuấn nằm ôm nhau ngủ tới 9 giờ sáng mới tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, tôi giật mình. Đã 9 giờ rồi, thôi chết rồi. Mẹ dặn 6 giờ dậy, mà mình lại ngủ tới 9 giờ. Tôi vừa chạy xuống nhà và thấy mẹ chồng tôi đang lau nhà, Bát đũa xong nổi đã được rửa sạch sẽ hết Vậy là mẹ chồng tôi đã dậy sớm Để rửa dọn hết cái đống chiến trường ư Ôi mẹ chồng ơi Mẹ thật là vĩ đại Tôi thấy hơi ngại nên cười gượng Mẹ dậy sớm thế à Con dậy rồi đi à Xuống bê hộ mẹ mấy cái chậu bát ra ngoài kia Để lát người ta tới lấy Mẹ đau lưng quá già dạ, mẹ cứ để đó cho con à Mà mẹ dậy từ mấy giờ Mà đã rửa hết đống bát này rồi thế Mẹ dậy từ 5 giờ sáng Thế sao mẹ không gọi con dậy dọn cùng Mẹ lên thấy hai đứa vẫn ngủ Nên mẹ không gọi nữa Mẹ làm cũng được mà Thôi con bê chậu bát ra kia đi Rồi còn đi nấu cơm nữa Mẹ chồng tôi dễ tính thế Một mình rửa bát không gọi con dâu dậy Thế mà lũ bạn trời đánh của tôi Nó cứ dọa tôi là đi lấy chồng khổ lắm Rồi mẹ chồng hay để ý soi mói con dâu Con dâu khắc máu tanh lòng Nên mẹ chồng không thương đâu Rồi nhiều chuyện xảy ra mệt mỏi Thế nhưng lúc này tôi lại thấy mẹ chồng thật là tốt bụng tôi rất hào hứng ra bê chậu bát ra ngoài sân thì tôi trượt chân ngã thế là chậu bát rơi xuống vỡ loảng xoảng mẹ chồng tôi đang lau bếp thấy thế liền chạy ra sao thế nhi ơi tôi khẽ cười rồi chỉ cái đống bát vỡ vỡ hết rồi mẹ à mẹ chồng tôi liền nói thôi không sao con ạ à. thế người có sao không già con không sao à vỡ hết rồi thì phải làm sao hả mẹ để mẹ đền tiền cho người ta là xong thôi mẹ con mình dọn đi rồi còn nấu cơm nữa đấy, mẹ chồng tôi dễ tính lắm nhưng bố chồng tôi thì có vẻ hơi kỵ tính hơn, ông đi ra nhìn thấy hai mẹ con tôi đang dọn cái đống bát vỡ ông có vẻ không hài lòng tôi và mẹ chồng dọn xong đống bát vỡ thì nhà cho thuê bàn dạp để lấy đồ, mẹ chồng tôi ngồi tính rồi đền tiền bát vỡ cho người ta còn tôi thì vào phép nấu cơm tôi cắm nổi cơm xong rồi đi sáng cá, nhưng tính tôi tò mò nên vừa dán cá, vừa hóng ra ngoài sân để nghe mẹ chồng và nhà, và nhà cô cho thuê bàn dạp kia. Cô ấy nhìn đống bát vỡ rồi ngạc nhiên hỏi. Sao vỡ nhiều thế hả chị? Rồi về em lại phải đi mua bát mới rồi. Mẹ chồng tôi cười hì hì. Không may cô ạ, à, chị đền tiền rồi cô về mua đồ mới giúp chị nhá. Đành vậy chứ biết sao giờ, chắc con dâu làm vỡ chứ gì. Không phải đâu, chị làm vỡ đấy. Con dâu chị nó không làm vỡ cái nào luôn ý. Chị nói dối em đấy à Em biết chị từ xưa đến nay Chị là người kỹ tính và cẩn thận lắm Sao có thể làm vỡ mấy chục cái bát thế này được Chị nói thật mà Không may thôi mà em Tôi đừng hóng chuyện Nghe mẹ chồng bênh mình như thế Thì mắt lòng mắt dạ lắm Mẹ chồng ơi Con yêu mẹ nhất trên đời Mẹ chồng tôi và cô ấy lại tiếp tục nói chuyện tiếp Khiến tôi lại càng tò mò hơn Con dâu chị ở trong miền Nam đúng không? Ừ, hai đứa quen nhau ở trong Nam Thế à, nhìn đẹp đôi nhở, em chúc mừng chị nhá. Ừ, chị cảm ơn em nhá. Mà mùi gì khét thích nhờ chị nhở? Ừ, sao khét thế nhỉ? Tôi lúc này mới ngớ người ra. Ôi thôi chết rồi, cá cháy. Tôi chạy vào bếp thì thấy chảo cá rán bốc khói nghi ngút. Tôi vội vàng tắt bếp ga và chảo cá rán đã chuyển sang màu đen xì khét lẹt. Tới khi cô ấy thu dọn đổ xong và đi về thì mẹ chồng tôi mới đi vào bếp hỏi tôi. Cá cháy à con? Dạ vâng ạ. À con xin lỗi mẹ à Con đoảng quá Mẹ chồng tôi nhìn tôi cười hiền từ Không sao đâu Lần sau nhớ chú ý vào nhá Không là nổ bếp là khổ đấy Vâng con nhớ rồi ạ à. Thôi không sao đâu Con ra quét cái sân đi Mẹ ra đầu ngõ Mua ít thịt quay Và ít sư muối Mẹ chồng tôi mua đồ về Và dọn mâm sẵn Tôi tung tăng chạy lên tầng gọi chồng dậy Chồng ơi Dậy ăn cơm đi Chưa rồi đấy Chồng tôi mở mắt ra nhìn tôi hỏi Ô thế chưa rồi à Sao em không gọi anh dậy sớm để anh dọn cùng? Người ta dậy từ 9 giờ cơ mà Dậy thì mẹ đã dọn xong hết cả rồi Mẹ tốt thật đi Còn tốt hơn cả mẹ đẻ em ý Mẹ tốt lắm Em làm con dâu mẹ anh là hợp lý đấy Sau này em về học hỏi mẹ nhiều Vâng em biết rồi ạ à? Cả nhà ngồi sẵn ở bàn ăn Tôi bê nồi cơm đặt lên bàn để sới cơm Nhưng vừa mở nồi ra Thì tôi vẫn thấy còn nguyên nước Tôi trột giả Thổi chết rồi lần đầu nấu cơm ở nhà chồng thì cơm không bật nút rán cá chạy khét lẹt xấu hổ thế giờ biết phải làm sao đây chồng tôi vô tư nói vợ sơ cơm đi tôi mới ngập ngừng cơm cơm chưa chín mẹ chồng tôi hiểu ngay vấn đề cơm chưa chín à con thôi chết mẹ quên không bật nút à tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ chồng tôi tự nhận hết về mình như thế Tôi còn chưa kịp nói gì thì mẹ chồng tôi đã nhanh chân đứng dậy bên nồi cơm đi cắm lại. Chết sợ thật. Dạo này mẹ cứ nhớ nhớ quên quên đi. Thôi cả nhà mình cố chờ thêm 30 phút nữa. Cơm chín rồi ăn nhá. Tôi ngồi im không nói gì. Chồng tôi cứ ngồi cười khúc khích. Bố chồng tôi thì thở dài rồi nói. Bà dạo này lạ lắm. Đói hoa cả mắt mà không có cơm để ăn. Lần sau phải chú ý vào. Vâng, tôi sẽ rút kinh nghiệm. Tự dưng tôi thấy ngại thế nghĩ lại tôi thấy mình hậu đậu thật sự Nấu một bữa cơm gia đình đơn giản như vậy mà cũng không làm được Rốt cuộc thì tôi làm được việc gì đây Cuối cùng cơm cũng chín Ăn cơm xong mọi người lên nhà ngồi uống nước Mẹ chồng tôi lấy hoa quả ra gọt và gọi tôi Cái nhi rửa bát xong lên ăn hoa quả trắng miệng nha Dạ vâng ạ à. Tôi rửa bát xong tôi để bát trên bàn rồi rửa xong tôi úp lên trạn một thẻ thế nhưng tôi không để ý nên khua tay một cái thế là mấy cái bát rơi xuống sàn nhà vỡ tan bố mẹ chồng tôi giật mình khi nghe tiếng bát rơi vỡ chồng tôi vội đứng dậy sao thế nhỉ để con xuống xem thế nào bố chồng nhìn mẹ chồng cau mày có phải đống bát vỡ hồi sáng là do cái nhi làm vỡ không hả bà đâu phải đâu là do tôi không may làm vỡ mà thế cái vụ cá cháy thì sao là do tôi sai nó ra dọn đồ nên cá mới cháy vậy đấy bố chồng tôi nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ Tôi ở với bà bao năm rồi Có bao giờ tôi thấy bà đoảng như vậy đâu Có phải bà sợ tôi mắng con dâu Nên bà mới nhận hết lỗi về mình không hả Không phải vậy đâu ông ơi Giờ tôi già rồi Nên đầu óc hay quên lắm ý Tính tôi có sao nói vậy Ông biết rồi mà Tính tôi hậu đậu quá Cũng may mẹ chồng tôi tốt tính Bà luôn giúp tôi Nên tôi mới không bị áp lực vậy Nếu gặp mẹ chồng khó tính Chắc tôi không thể ở nhà chồng nổi Đám cưới xong Tôi ở nhà chơi vài hôm rồi tôi sẽ đi làm hồ sơ xin việc, lấy chồng là phải theo chồng. Sống ở nhà chồng, tôi đã cố gắng thay đổi để hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Trước ở trong Nam, tôi thường mặc quần đùi áo hai dây, về quê chồng tôi mặc bộ áo ba lỗ, vừa thoải mái vừa không bị hở hang. Sáng nay, 6 giờ tôi dậy sớm nấu cơm, vì nhà chồng tôi buổi sáng ăn cơm. Nói vậy thôi, chứ tôi chỉ cắm mỗi nồi cơm, còn đâu thức ăn mẹ chồng tôi nấu. Tôi cầm chổi quét nhà quét sân Ở quê đất rộng thật đấy Quét sân quét cổng thôi Mà mỏi hết tay mọi người ạ à. Tôi đang quét cổng Thì bà Hà hàng xóm cũng đang quét cổng Nhìn thấy bà dừng lại Và hỏi một câu rất buồn cười Cháu cũng biết quét cổng đấy cơ à Tôi không hiểu tại sao Bác ấy lại hỏi như vậy Tôi chỉ cười và nói Sao bác lại hỏi cháu như vậy Đến quét sân quét cổng mà cũng không biết quét Thì là người cảnh à bác Ai mà biết được nghe nói gái miền nam nổi tiếng ăn chơi có biết làm cái gì đâu đã vậy lại còn hay chơi cờ bạc nữa mà biết ngay là bà hàng xóm đá đẻo tôi mà tôi liền nói mà dẫu cháu không biết làm gì thật thì cũng đâu có ảnh hưởng đến nhà bác đâu cháu là con dâu của mẹ vân cháu mà tôi nói mỗi như thế thôi mà bà hà đã bảo tôi láo với bà ấy bà gào ôm lên ôi ông trọng bà vân đâu ra đây tôi bảo này mẹ chồng tôi đi ra và hỏi có chuyện gì mà mới sáng ra đã ẩm ĩ thế hả Bà Hà gào ôm lên Nhà bà vô phúc rồi bà Vân ạ à, Dước ngày cái đứa con dâu mất dậy Tôi nói một câu mà nó cãi xem chẻm ý Bà xem lại dạy dỗ con dâu đi Chứ không mất hết tình làng nghĩa xóm đấy Bà Vân thản nhiên hỏi bà Hà Thế bấy lâu nay bà có ưa gì tôi đâu Mà bà nói tình làng nghĩa xóm hả bà Hà Bà lại bên con dâu bà đúng không Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa Ông trọng đâu ra đây nói chuyện với tôi đi. Chồng tôi đi làm sớm rồi, có tôi thôi, bà nói gì thì cứ nói đi. Bà bên con dâu như vậy, thôi tôi chả thèm nói chuyện với bà đâu. Tôi biết vì bà đâu có nói lý được với tôi. Tôi khuyên bà một câu này, chúng ta là hàng xóm với nhau, thay vì để ý nhau, soi mói nhau thì chúng ta nên mặc kệ nhau đi bà hả ạ. Nhưng mà con dâu bà láo với tôi, bà thì lúc nào cũng chỉ biết bên con dâu mà thôi. Mẹ chồng tôi quay ra nhìn tôi cười nói Nó mới về đây Đã biết cái gì đâu Mà bà bảo nó láo Có gì không vừa ý Thì bà bảo nó một câu Việc gì bà cứ phải sồn sồn lên Rồi mất hết tình làng nghĩa xóm Tôi là mẹ chồng nó Tất nhiên là tôi phải bên con dâu tôi rồi Không lẽ giờ tôi quay ra bên bà hàng xóm mà Sống thoáng lên một tí bà ơi Cuộc đời ngắn ngủi lắm Để ý soi mói nhau làm gì cho mệt Bà Hà không nói lại được với mẹ chồng tôi nên bà hậm hực lắm thôi bà nói thế thì tôi bó tay rồi không còn gì để nói với bà nữa bà hạ tức quá vùng vằng bỏ về bà hà đi về mẹ chồng tôi dặn tôi lần sau con mà gặp bác ý thì con chào bác ý một câu thôi thôi không chuyện trò gì hết con nhá. chuyện trò với bà ấy là mua bực vào người thôi chứ không được cái trò chống gì đâu con nhớ rồi ạ à? ô giờ con lên gọi thằng tuấn dậy đi để dọn cơm ăn cơm. Tôi đang quen sống trong năm, giờ về bác sống, tôi chưa thích nghi kịp nên tôi bị ốm, người gầy đi năm cân. Cả nhà chồng tôi lo lắng, mẹ chồng tôi còn nghỉ việc đồng ruộng để ở nhà chăm tôi. Bà tốt lắm, bà thương tôi như con ruột của bà vậy. Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì được làm con dâu của bà, lấy chồng xa bố mẹ người thân, không ở bên cạnh lúc ôm đau, người sẽ rất tủi thân. Tôi vẫn còn mệt nằm ở nhà. Mẹ tôi đang hầm cháo dưới bếp Tiếng bà Hà ở ngoài sân Bà Vân ơi, bà có nhà không? Bà bảo gì đấy? Tôi xin nắm rau muống nhá Có trỏm rau bé tí Ngày nào bà cũng xin Nhà tôi còn chưa được ăn bữa nào cả Đất vườn nhà bà rộng thế Bà không cuốc lên mà trồng rau Để cỏ rậm um tùm Bà không thấy lãng phí à Tôi đau lưng không làm được ý Thê cho tôi xin quả bầu nhá Vừa nói, bà Hà vừa đưa tay vật luôn hai quả bầu to rồi quay đít đi về. Đấy, tôi bó tay với bà luôn. Có mỗi hai quả bầu, bà cũng vặt nốt. Suốt ngày chỉ biết đi xin của người khác. Người gì mà lười thối thay ra thế? Đổ ki bo, xin quả bầu mà cũng khó khăn. Thì thoảng xin thì không sao. Đằng này, ngày nào cũng hai lần sang xin, thì ai mà chịu nổi chứ? Hừm, hàng xóm với nhau mà bà khó khăn với nhau thế à? Thôi bà về đi, Tôi không muốn nói chuyện với bà nữa đâu Bà Hà vinh mặt lên Rồi ôm hai quả bầu về Đi vào nhà mẹ chồng tôi lẩm bẩm Khó chịu bực bội Sao trên đời lại có loại người lười như bà ta nhỉ Mẹ tôi bị bắt cháo vào phòng cho tôi Con ngồi dậy ăn cháo đi già dạ, có chuyện gì bà Mỹ thế mẹ À chuyện muôn thuở của mẹ và bà Hà đấy mà con Không sao đâu Con nghe thấy hết rồi Để mai kia con khỏe Con giúp mẹ chị bà ta tới nơi tới chốn luôn mẹ ạ mẹ không sao mà Mẹ thì mẹ không tiếc Nhưng mà thái độ của bà ý mẹ không thích Dạ con hiểu mà Ừ ăn cháo đi Cố ăn cho mau khỏe con nhá. Mấy ngày sau tôi đã khỏi ốm Tôi tính đi làm hồ sơ để xin việc Thì mẹ chồng bảo tôi cứ nghỉ ngơi thêm vài tháng nữa Bởi vì tôi mới ra đây Chưa thích nghi với cuộc sống ở nơi đây Tôi mới trêu mẹ chồng còn không đi làm Thì lấy tiền đâu mà tiêu Mẹ nuôi con nhá. Mẹ chồng tôi nói luôn Việc đó là thằng Đức nó sẽ phải lo, nó đi làm kiếm tiền để nuôi vợ, hai vợ chồng chi tiêu tiết kiệm thôi. Sau này để còn mà đẻ con, còn ăn uống thì bố mẹ lo hai vợ chồng không phải lo chuyện đấy. Nhà bố mẹ có gì ăn thế con ạ? À? Hai vợ chồng con lớn bằng này mà bố mẹ vẫn phải nuôi thì con ngại lắm mẹ ạ. Ngại gì chứ, nhà mình cũng bình thường thôi, nhưng rau có, gà có, cá có, nói chung là bố mẹ vẫn lo được sau này bố mẹ già yếu rồi thì bố mẹ lại nhờ vợ chồng con như vậy có được không nào dạ vâng ạ à, vợ chồng con cảm ơn bố mẹ ạ à. bố mẹ chỉ mong hai vợ chồng con thương nhau bảo ban nhau chịu khó làm ăn gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau là bố mẹ mừng rồi nên các con cùng nhau cố gắng nhé thế là tôi lại ở nhà chơi thêm hai tháng buổi sáng mẹ chồng tôi dậy sớm đi chợ mua đồ ăn bà để tủ lạnh để khi nào tôi ngủ dậy thì tôi nấu cơm. Xong bà ra đồng làm cỏ, tới trưa cả nhà về ăn uống rồi nghỉ ngơi, tới chiều mọi người lại đi làm hết. Nói chung tôi ở loanh quanh nhà, ngày hai bữa cơm rồi quét dọn nhà cửa. Sáng nay 9 giờ tôi mới ngủ dậy, đánh răng rửa mặt xong, tôi lấy chổi quét nhà quét sân. Vài phút xong là tôi cầm cái rổ đi hái rau để chuẩn bị nấu cơm trưa là vừa. Thì tôi thấy bà Hà lúi húi hái rau muống của mẹ tôi. Tôi mới quát, Trộm, trộm Bà Hà giật mình rồi quay lại nhìn tôi lầm bẩm Giật cả mình Sao bác hái trộm rau nhà cháu vậy Tao xin mẹ mày rồi Bác đừng có nói dối Nhà bác vườn rộng Sao bác không trồng rau Cứ đi hái rau của hàng xóm thế Đất nhà tao cằn lắm Trồng rau mà không nổi Bác phải làm sạch cỏ Rồi cuốc đất lên Trồng rau thì bác phải chăm tưới Đất ẩm thì rau mới lên được chứ Mày không phải dạy đời tao tí tuổi mà lao toét Cháu không dậy đời bác Mà cháu muốn tốt cho bác thôi Bác cứ để vườn nhà dầm um tùm thế kia Rồi nhiều rắn rết sợ lắm Cháu xem trên mạng Giờ nhiều vụ rắn vào nhà cắn chết người đấy Sợ lắm bác ạ à. Mày chỉ nói vớ vẩn thôi Lắm chuyện Thế là bà Hà hái rau xong quay đít đi về Tôi thở dài nhìn vườn rau Bà ấy cứ chọn những ngọn rau non nhất Tốt nhất là bà ấy hái Đã thế còn dẫm nát cả rau Đã đi hái trộm còn dẫm cả rau của nhà người ta Người gì mà ý thức kém thế không biết Không thể cứ nhìn bà Hà vô tư sang nhà mình hái rau như thế được Mà vườn thì chỉ xây bờ tường thấp Bà trẻo qua được ngay Mà chó thì quá quen với cảnh Một ngày bà ấy sang ba lần Nên chó nó cũng không thèm sủa nữa Tôi mới nghĩ ra một cách Đó là tôi múc nước bẻ Tôi đổ vào bình phun thuốc Rồi tôi mặc áo mưa Đội mũ đeo khẩu trang Y như phun thuốc sâu thật vậy Tôi khoác bình lên và ra vườn phun thuốc như thật. Bà hàng xóm ngó đầu sang thắc mắc. Sao tự dưng mày lại phun thuốc sâu thế? Phun cho đỡ sâu bọ cắn rau bà ạ. À. Rau ngon thế mà phun làm gì, độc hại lắm. Kệ chứ, cháu phun thuốc sâu rồi, ai cố tình hái trộm ăn bị làm sao thì dáng chịu ạ. À. Cái đồ ác ôn, tự dưng đi phun thuốc sâu, giờ lấy rau gì mà ăn đây? Bác cứ ra quán mà mua, rau gì cũng có hết nhá Tôi phun lên cả dàn bầu, rồi phun lên dãy cà chua, rau tươi, tôi phun khắp vườn, xong tôi mới đi vào nhà. Từ hôm đó, bác Hà sợ chết không dám sang hái trộm rau nữa. Bà không sang hái trộm rau, mẹ tôi còn thấy ngạc nhiên, bà hỏi thì tôi kể như vậy, bà còn gật đầu công nhận là tôi thông minh nữa. Hôm nay nhà tôi có dỗ mọi người ạ. À. Bố mẹ chồng tôi dậy từ sáng sớm để đi chợ mua đồ về làm dỗ. Các bác các chú sang mổ lợn từ sớm. Tôi nhặt ra phụ mẹ ở dưới bếp Ngoài sân các bác các chú băm thịt với xương cảnh cạch Tôi mới hỏi mẹ Các bác làm món gì mà băm thịt lâu thế hả mẹ? Nem chạo con à, đặc sản của quê mình đó con Dạ, tôi nghĩ trong đầu Nem chạo thì cũng như nem tai thính là mọi người sẽ đun thịt chín lên Rồi làm nem chạo Thế mà lúc tôi bê mâm ra Tôi thấy mỗi mâm bảy một đĩa thịt sống Tôi phát hoảng, tôi vội hỏi mẹ Mẹ ơi, thịt sống hả mẹ? Ừ con, nem chào đặc sản quê mình đấy, phải là ngày rỗ hay việc gì lớn mới làm đấy con ạ. À. Nhưng mà thịt sống thì sao mà ăn được à? Ăn vào tao tháo đuổi cả dòng họ luôn đó mẹ ạ. À. Không sao con ạ, à. gia vị làm nem chảo đã sạch vi khuẩn rồi, nên con cứ yên tâm, mà bụng dạ con yếu thì ăn vài miếng thôi. Ngồi ăn, tôi thấy mọi người ăn uống ngon lành lắm. Tôi cũng ăn thử một miếng, nhưng vừa cho miếng thịt vào mồm, tôi đã thấy ghê cổ thế nào tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn bằng sạch. Từ đó nhìn thấy món nem chạo đặc sản đấy, tôi sợ. Mẹ chồng tôi thấy vậy, liền bảo tôi vào phòng nằm nghỉ đi. Tới chiều ngủ dậy thì khách khứa đã về hết cả rồi, bát đũa mẹ chồng tôi cũng đã rửa sạch sẽ. Thế tôi đi ra, bà liền hỏi. Con đỡ mẹ chưa? Dạ con đỡ rồi à, sao mẹ không gọi con dậy? Con đang ngủ nên mẹ không gọi con, có ít bát mẹ cũng rửa rồi, quê chồng tôi còn nhiều phong tục lạ lắm mọi người ạ. À. một lần tôi đi ăn dỗ họ vì chồng tôi bận không xin nghỉ được nên tôi đi thay chồng tôi. cả mẹ chồng tôi cũng đi. trước khi đi bà dặn người ta lấy phần cho con thì con nước cầm về nhá. không cầm người ta nói cho đấy con ạ. À. Dạ con nhớ rồi ạ. À? thì tôi nghĩ là lấy phần cái gì đấy như hoa quả hay bánh kẹo gì đấy thôi nên tôi không nghĩ gì nữa. hai mẹ con đi ăn dỗ họ nhưng người ta lại xếp mẹ tôi ngồi một mâm còn tôi ngồi một mâm không ngồi cùng mẹ nên tôi cũng thấy không thoải mái vì tôi ngồi cùng mấy bà trung tuổi lại không quen biết nên tôi không biết nói gì cả ngồi ăn cỗ nhưng tôi thấy các bà chỉ ăn cơm với canh và rau xào thôi cả năm bà đều chỉ ăn cơm với canh tôi thấy lạ quá tôi nghĩ bụng các bà bị mó mà sao không thấy ăn thịt gà nhỉ chân giò chiên tôm chiên cá chiên chìm quay thơm nước thế mà các bà ấy chỉ ăn cơm với canh với món xào sao kỳ cục vậy nhìn tôm chiên to và ngon quá nên tôi gắp một con vào bóc ăn tôi bảo các bác các bác ăn tôm đi à thịt chiên chim quay đều ngon sao các bác không ăn ạ à? các bà gật đầu và nói cháu cứ tự nhiên đi kệ các bà tôi ăn tôm xong thấy các bà vẫn không ăn tôi mới hỏi các bà bị đau răng à không răng bà có sao đâu thế sao cháu thấy các bà có ăn cơm với canh thế ạ à? cháu cứ tự nhiên kệ các bà Tôi thấy hơi khó hiểu Nhưng tôi kệ Tôi không nói gì thêm nữa Người ta không ăn thì kệ người ta Mình nói nhiều Người ta lại ghét cho trả bỏ Thế là tôi lại gắp một nửa con chim quay Và ngồi ăn ngon lành Cảm giác một mình ngồi ăn thịt chim trước mặt năm người Cũng lạ lắm Nhưng tôi cũng kệ đi Vì các bà ấy không ăn Sao tôi ép họ được chứ Sau đó một bà lấy ra sau cái túi bóng Và bắt đầu ngồi chia thức ăn Bà ấy chia lần lượt từng món một Tôi ngứa người ra Hóa ra lúc sáng mẹ tôi nói lấy phần là như thế này ơm Thảo nào mà các bà ấy chỉ ăn canh với món xào Còn những món chiên khô này là để chia phần mang về mọi người ạ à. Tự dưng tôi thấy xấu hổ quá Bà ấy chia tới món chim thì một bà nói Nó ăn chim rồi, giờ chia cho nó là thiếu của người khác đấy Ô cái cảm giác thốn đấy, tôi thề là tôi xấu hổ Mà không có cái lỗ nào để chui xuống cả Ăn cỗ xong nhìn mâm sạch chân luôn Không sót miếng gì Tôi nhìn sang những mâm bên bản bên Cũng sạch y chang như vậy Tới lúc về tôi và mẹ tôi Người cầm một túi phần trên tay Tôi thở dài hỏi mẹ Ở đây ăn cỗ là bọc phần về hả mẹ Đúng rồi con ạ à, Nhà nào cũng thế Đó là phong tục của quê mình đấy con Thế hôm nhà mình có dỗ cũng vậy à Ừ nên mẹ mới mua ít túi bóng sạch đấy Con mệt vào phòng nằm Nên con không biết thôi à ra là vậy ngày xưa mẹ về đây cũng không biết gì cả sống một thời gian là quen hết con ạ. À. vâng mỗi nơi có một cái hay như vậy đấy đều có những phong tục tập quán khác nhau nên chúng ta có coi như nhập ra tùy tục thôi chúng ta về thôi dạ vâng ạ à. dạo này mặc dù tôi không giả vờ phun thuốc như trước nhưng cũng không thấy bà Hà sang hái trộm rau không lẽ đợt này bà ấy đã thành người tử tế rồi sao không? ở nhà nhiều nên tôi cũng chán, hôm nay tôi quyết định đi theo mẹ xuống đồng làm cỏ. Mẹ tôi bảo tôi ở nhà, nhưng tôi mà đã thích đi là không ai có thể cản được. Mẹ tôi đi xe đạp thì tôi ngăn lại và bảo mẹ, để con chở mẹ đi xe máy cho nhanh mẹ ạ. À. Trời nắng lắm, hay con ở nhà đi, đi làm đồng về ốm lại khổ thân. Mẹ yên tâm đi, con dầm mưa dãi nắng quen rồi. Thế là tôi chở mẹ đi làm đồng bằng xe máy đi xuống đồng. Đường đồng khó đi nên mẹ liên tục dặn Đi chậm thôi con nhá, đường khó đi lắm đấy Mẹ cứ yên tâm, con tay lấy lụa mà Đường xấu thế này, mẹ sợ lắm con ạ à. Con đường này bình thường mà mẹ, nó tuổi gì mà cản được con Ừ, đi cẩn thận, không lao xuống mương là chìm đầu đấy, mừng sâu lắm Vâng vâng con biết rồi ạ à. Đang đi bình thường, tới đoạn đường rẽ, mẹ tôi lại nói Đi chậm thôi con ơi, con đi chậm mà mẹ Thế nhưng, kìa kìa, tránh hòn đá kìa Tôi liền bẻ lái tránh hòn đá thì tùm một cái Cả xe cả tôi và mẹ Phi thẳng xuống bương nước và chìm nghỉm Tôi ngồi lên khỏi mặt nước Và gọi tìm mẹ Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi Mẹ tôi cũng ngồi lên và hỏi Mẹ đây, con có sao không Con không sao mẹ ạ, mẹ có sao không ạ à? Mẹ không sao Rồi hai mẹ con trèo lên bờ Từ đầu tới chân ướt sũng Tôi nghỉ một lúc cho hoàn hồn Sau đó tôi nhìn xung quanh Nhưng không thấy xe máy đâu cả Mẹ ơi Xe nhà mình đâu rồi à? Mẹ chồng tôi chỉ tay xuống mương và nói. Ở dưới mương kìa con. Ôi thế thì làm sao mà kéo xe lên được à? Giờ mẹ con mình ngồi đây, chờ xem có ai đi làm qua, rồi mẹ con mình nhờ người ta kéo hộ con ạ. À. Nhờ được người kéo xe lên bờ, thì nước vào bô xe chết máy không nổ được. Thế là hai mẹ con xong xe về nhà, tắm giặt xong, cũng hết buổi chiều luôn. Tới tối, chồng tôi về, anh mang xe đi sửa ngày hôm sau tôi lại tiếp tục đòi theo mẹ ra đồng để chắc chắn an toàn nên mẹ chồng tôi chở tôi ra đồng bằng xe đạp ra tới ruộng hai mẹ con ngồi làm cỏ vừa làm vừa nói chuyện vui lắm thế nhưng chỉ hơn nửa tiếng ngồi làm cỏ tôi bắt đầu thấy đau lưng đau mông mẹ tôi bảo tôi lên bờ nghỉ một lát nhìn dãy nước ở bờ ruộng bên cạnh có cá bơi qua lại tôi lội xuống đắp bờ hai bên rồi tát nước để bắt cá nhi ơi cẩn thận không ngã đấy con vâng mẹ cứ yên tâm ạ à. Tôi hì hục tắt nước, cuối cùng cạn thế là tôi bắt đầu vồ cá. Khoảng một tiếng sau, mẹ tôi thấy tôi lâu quá nên bà gọi. Nhi ơi, sao lâu thế con? Đây con xong rồi đây. Tôi lên bờ xách xô cá lại chỗ mẹ tôi. Mẹ chồng tôi giật mình. Ôi trời, con bắt được nhiều cá không mà bị lấm từ đầu xuống chân thế này? Dạ đây mẹ ạ. Tôi chỉa xô cá ra cho mẹ chồng xem, thì bà nhìn tôi phỉ cười. Trong xô có ba con cá bé tẹo như ngón tay Còn người tôi thì buồn lấm từ đầu xuống chân Hở mỗi hai con mắt Bà cười một hồi xong bà nói Thôi không sao Mang ba con cá này về nướng cho con mèo con cũng được Giờ con về tắm trước đi Rồi lát mẹ về sau Tôi lưỡng thượng đi bộ Và xách xô cá về trước Vừa đi tôi vừa nghĩ Cuộc sống ở quê muốn kiếm được miếng ăn Không dễ như tôi tưởng đâu Việc đồng ruộng đâu phải ai muốn làm là làm ngay được Thảo nào mẹ tôi vẫn luôn bảo tôi nghỉ ngơi vài tháng Rồi đi làm công ty cho đỡ dãi dầm mưa nắng Tôi đi bộ về tới cổng Thì thấy bố chồng tôi từ nhà bà Hà đi ra Tôi mới ngạc nhiên hỏi Bố, sao bố hôm nay về sớm thế ạ? À? Ừ, hôm nay bố đau đầu nên bố về sớm Thế con đi đâu về mà lấm bùn thế kia? Dạ con xuống đồng chơi với mẹ ạ à? Mà bố sang nhà bác Hà làm gì thế bố? À, bác Hà nhờ bố sửa vòi nước Vâng ạ, à, Dạ thế để con đi mua thuốc cho bố Thôi để bố tự đi cũng được Con tắm giặt đi rồi nấu cơm không muộn Giờ bố đi mua thuốc luôn Bà Hà trong nhà đi ra nói giọng ngọt sớt Ông Trọng ơi tôi có thuốc đau đầu đây này Sang đây tôi cho mà uống Khỏi phải đi mua mất công Ôi trời đất ơi Bình thường bà Hà mà nói chuyện với tôi Thì giọng bà khó nghe kinh người Thế mà nói với bố chồng tôi Thì ngọt như mía lùi Xong cười mắt thì liếc ngang liếc dọc chồng lươn lẹo không thể chấp nhận nổi bố chồng tôi cười nói thôi bà để mà dùng tôi đi mua cũng được thôi sang đây tôi đưa cho đi mua làm gì cho tốn tiền thế là bà Hà kéo tay bố chồng tôi đi ngay trước mặt tôi nhà có thuốc thì mang luôn ra cho người ta lại còn kéo người ta vào nhà mình rồi mới cho thuốc người gì mà lạ đời thế không biết tôi thấy bà Hà hơi lạ nhưng vì người đang lấm bùn bẩn nên tôi đi về tắm luôn tôi cũng không để ý tới bà hà và bố chồng tôi nữa tôi tắm gội xong đi ra để nấu cơm thì vẫn chưa thấy bố chồng tôi về tôi ngó sang nhà bà hà thì không thấy ai cả nhưng tôi nghe tiếng bà hà cười trong nhà tôi nghĩ bụng hay là bố chồng tôi ở trong nhà bà hà nhỉ sang lấy thuốc đau đầu thôi mà lâu vẻ thế tôi chợt nhớ lại lần trước mẹ chồng tôi có kể rằng bà hà rất lười nên tính lẳng lơ cặp hết ông này đến ông nọ để moi tiền không lẽ bà hà này có ý gì với bố chồng tôi à không được mình phải sang xem thế nào mới được tôi đi sang nhà bà hà vì bà không nuôi chó nên tôi vào tận trong nhà mà bà hà không thể biết được nhìn ở phòng khách không có ai cả tiếng bà hà cười trong nhà tắm không lẽ bố chồng mình và bà hà có gian tỉnh với nhau tôi nắm chặt bàn tay lại phát này mà tôi tóm được bố chồng tôi và bà ta có gì mở ám tôi thề tôi sẽ đấm cho bà hà vỡ mặt tôi bước chân thật nhẹ nhàng tới gần phía nhà tắm thì thấy bố chồng tôi đang ngồi sửa vòi nước còn bà hà ngồi ngay sát bên cạnh bà mặc cái áo cọc trễ cổ hở cả ngực luôn miệng hỏi bố chồng tôi có sửa được không để hà đi mua vòi mới chắc là sửa được hà cảm ơn chồng nhá may là có trọng sửa hộ đấy nó hỏng mấy ngày hôm nay rồi không có gì đâu tôi đứng ngoài nghe giọng bà hà mà tôi nổi hết cả gai ốc hiếp thật đấy rồi bà Hà đặt tay lên lưng bố chồng tôi Nói giọng đáng thương Khổ, nhà không có bàn tay đàn ông Là khổ vậy đó chồng ạ à? Bố chồng tôi mới hỏi bà Hà Thế ông Nam đâu rồi? Trọng thừa biết là ông Nam bỏ đi theo gái lâu rồi mà Hai đứa con thì đi làm xa Còn một mình Hà cô đơn ở nhà Nhiều lúc thấy nhà Trọng xung vầy hạnh phúc Lòng Hà buồn lắm chồng ơi Thôi chỉ cố gắng chứ biết làm sao vậy rồi bà hà quay ra gạ gẫm bố chồng tôi luôn hay là trọng san sẻ cho hà một chút tình cảm đi hà chỉ cần trọng quan tâm hà một chút thôi là hà hạnh phúc lắm rồi hà không đòi hỏi gì nhiều đâu chồng ạ à. ngay lập tức tôi lên tiếng không được đâu bác hà ạ bà hà giật bắn cả người bà vội đứng dậy đầu đập thẳng vào cái giá để sữa tắm bà lắp bắp cái con bé này sáng lúc nào mà không lên tiếng thế hả à? dạ cháu sang từ cái đoạn Bác hỏi bố cháu là cái vòi có sửa được không đấy bác Thế sao không nói gì Dạ cháu thấy bác nói chuyện với bố chồng cháu say xưa Và nhiệt huyết quá Nên cháu không nỡ xen vào ạ à? Rồi bà vinh mặt lên nói Bác nhờ bố cháu sửa vòi nước hộ thôi mà Cháu cứ về đi Lát bố cháu về sau Thôi cháu chờ bố cháu cũng được mà bác Không phải chờ Lát xong thì bố cháu về ấy ấy bác lại nổi giận với cháu rồi Bác nói với bố chồng cháu Thì bác ngọt ngào thế mà khi nói với cháu, bác gắt gỏng khó chịu, cứ như cháu đang cản trở bác thì phải. Đúng đấy, cháu về đi. Ô thế cháu nói đúng sự thật à, bác tính dụ dỗ gì bố chồng cháu vậy? Cháu cảnh cáo bác, là cháu sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu, nên cháu khuyên bác bỏ đi mà làm người tử tế bác ạ. À. lão toét, mày nói thế mà nghe được à? Ai dụ dỗ bố chồng mày chứ? Vớ và vớ vẩn, tao lại tát vào mặt cho đấy. Cháu nói vậy để bác biết điểm mà dừng lại bác ạ. À. Bác phải biết vị trí của mình ở đâu, một phút nông nổi là cả đời mang tiếng đấy bác Hà Bố chồng tôi liền nói tôi, "Thôi con, bác Hà không có ý gì đâu, con cứ về đi rồi bố về." "Con chờ bố cùng về ạ." "Bố không sao mà, con cứ về đi." "Không, con thấy ánh mắt bà ta đang muốn nuốt chửng bố rồi đấy, nên con phải ở đây canh bố, không chịu bố có chuyện gì, mẹ con lại mắng con." Thế là bà Hà bực quá, bà bỏ ra ngoài ngồi, bố chồng tôi sửa nốt cho xong còn tôi thì đi ra ngoài ngồi đối diện với bà hà nhìn bộ mặt khó chịu của bà ấy tôi lại cảm thấy khoái trí mày cũng không phải dạng vừa đâu gái miền nam ghê gớm phết tôi nhìn bác hà rồi cười nói bác biết vậy là tốt đấy à? mày nghĩ do sợ mày sao không người lì lợm như bác thì không bao giờ biết sợ ai nhưng bác không thể qua mặt được cháu đâu đừng có cố dụ bố chồng cháu nữa vô ích thôi bác ạ tôi và bà hà ngồi hậm hực với nhau tầm 10 phút thì bố chồng tôi sửa xong vòi nước ông đi ra và nói Nhi ơi về thôi con dạ vâng ạ bà hà nhẹ nhàng nói hà cảm ơn trọng nhá không có gì đâu bố tôi đi ra sân trước tôi cố nán lại sau để nói đẻo bà hà bác đừng nói cái giọng đó cháu nghe thì chua như cứt mèo ý không thể chấp nhận nổi đâu bà hà tức lỏng lộn lên mày láo tuét y chang mẹ chồng mày vậy thế à thế thì bác phải cẩn thận đừng có le ve bên cạnh bố chồng cháu nữa không là mẹ chồng cháu đập cho đấy mẹ chồng cháu ác lắm đấy bác ạ à. cút ngay cút ngay về nhà mày đi tất nhiên là cháu cút rồi cháu mà thèm ở đây với bác đấy à à mà vườn rậm um tùm thế này bác cẩn thận không rắn chui vào nhà đấy rắn nó nóng nó hay chui vào nhà đấy bác ạ à. cái còn mẫn dậy này bác hà giơ tay lên tính tát tôi thì tôi đã ủ té chạy về nhà không nói thì mọi người cũng biết Bác Hà tức như thế nào rồi đấy Bác ấy tức lồng lên Tới nối tăng huyết áp luôn mới sợ chứ Còn khốn khiếp Trời ơi tức quá mà Về tới nhà thì mẹ chồng tôi cũng vừa về tới Bà hỏi Con vừa đi đâu về thế Dạ con sang nhà bác Hà à? Ủa sang đó làm gì Tôi ngó vào trong rồi hỏi Thế bố con đâu rồi mẹ Bố con đi tắm rồi Có chuyện gì thế con Tôi liền nói nhỏ vào tay mẹ chồng Bà Hà ve vãn bố con đấy chính mắt con nhìn thấy luôn cái gì cơ bà ta dám vâng tận mắt con chứng kiến luôn biết thế con lấy điện thoại con quay lại cho mẹ xem bà này vớ vẩn thật đấy mẹ sẽ để mắt tới bà ta không thể để bà ta vớ vẩn được vâng ạ à, con sẽ giúp mẹ bà ta vớ vẩn thì chết với con nhưng chuyện này mẹ đừng nói gì với bố con nhá không là hỏng hết kế hoạch đấy ạ à. ừ mẹ biết rồi giờ con ở nhà con để mắt tới bà ta giúp mẹ nhá dạ vâng từ hôm đó trở đi Tôi bắt đầu ở nhà Tôi không theo mẹ chồng ra động nữa Tôi còn phải ở nhà để canh chừng cái bà già hàng xóm lẳng lơ kia Mấy ngày hôm nay Bố chồng tôi làm xong nhà cho người ta Nên bố chồng tôi nghỉ ở nhà mấy hôm Mẹ chồng tôi dạo này chồng nhiều sau Nên bận cả ngày luôn Mẹ tôi thì bố chồng tôi nghỉ ở nhà Còn bà hàng xóm thì ngày nào cũng sang để hóng xem Bố chồng tôi có ở nhà không Nên mẹ chồng tôi không yên tâm Bà dặn tôi ở nhà canh chừng bố chồng giúp bà Mà tài thật đấy Cứ mỗi khi tiếng mẹ chồng tôi đạp xe ra khỏi nhà Là bà Hà mỏ sang Đang nằm trong phòng Nghe tiếng bà Hà là tôi bật dậy đi nghe Để xem bà ấy nói gì với bố chồng tôi Này trọng không đi làm à Ừ Mấy nay tôi mỏi lưng Tiện thể xong nhà cho người ta Nên tôi nghỉ mấy hôm Vẻ mặt bà Hà đầy lo lắng trọng mỏi lưng á Thế trọng mua thuốc uống chưa không? tôi uống thuốc rồi bà không phải lo đâu hà thương trọng lắm thấy trọng mệt hà xót lắm trọng ạ à. ẻo ôi vẫn cái giọng chua luét ý tôi nghe thì chán hẳn luôn thế vân đâu rồi trọng bà ấy ra đồng rồi thế à hay bây giờ trọng sang nhà hà uống vài cốc bia cho mát đi hà mới luộc con vịt bà một mình ăn hà buồn không muốn ăn bố chồng tôi từ chối luôn thôi tôi mỏi người lắm tôi không muốn ăn gì đâu bà về ăn đi Chồng sang ăn cùng Hà đi Một lát thôi mà Chồng mỏi lưng thì sang đó Hà mát xa lưng cho chồng Hà đảm bảo là chồng hết đau ngay thôi Thôi tôi không muốn ăn Bà về ăn đi Bố chồng tôi đã nói vậy rồi Mà bà Hà vẫn cố tình lôi kéo bố chồng tôi Đi mà Đi sang ăn một lát thôi mà chồng Đi mà Tôi mới đi ra và nói Kìa bác Bà Hà giật mình Lủ lủ như ma ấy Giật cả mình Bác lì thật đấy da mặt bác dày thật đấy bố cháu đã nói là bố cháu mệt bố cháu không đi rồi bác cố tỉnh lôi kéo bố cháu đi bằng được thì bác mua con vịt về luộc mà một mình bác không ăn hết bỏ đi thì phí nên bác mới gọi bố cháu sang chứ bác có ý gì đâu nhưng bố chồng cháu đã nói là bố chồng cháu mệt rồi bác có lòng thì bác mang sang đây cho bố cháu việc gì mà bác phải lôi kéo bố cháu sang nhà bác bằng được thế ạ à? ừ thì bác bác làm sao ạ à? bác cứ bê vịt và bia sang đây đi hay là bác tiếc tôi nói đẻo thế bà hà tức quá về bê vịt và bia sang thật mọi người ạ à. một con vịt luộc và năm chai bia lập tức tôi ngồi xuống bật bia ra cốc và nói chả mấy khi bác mời nên cháu phải uống vài cốc mới được cháu cảm ơn bác nhiều nhá ô bác mang sang cho bố cháu mà sao cháu tự nhiên thế bố cháu mệt nên sẽ không uống hết đâu nên để cháu uống đỡ vài chai ạ à. Thế là tôi bật ba chai bia và nói Bố với bác Hà ngồi xuống đi à Mấy khi chúng ta ngồi uống với nhau đâu Nào cháu mời bác Con mời bố à Thế là bà Hà sợ một mình tôi sẽ uống hết bia với ăn hết vịt Nên bà ngồi xuống uống bia với tôi Còn bố chồng tôi mệt Nên từ chối không uống Ông sẽ ăn vài miếng rồi đứng dậy vào phòng nằm Bà Hà thấy bố chồng tôi đứng dậy Bà đang định đứng dậy đi theo bố chồng tôi Thì tôi kéo tay bà lại Bác đi đâu thế ạ à? Chúng ta chưa uống xong mà Bỏ tay ra, tao đi vệ sinh Nhà vệ sinh ở đằng kia mà bác Bác say rồi à Bà không làm được gì Nên bực mình ngồi xuống uống bia tiếp Nào uống đi Vâng cháu mời bác Bà Hà ngồi uống bia với tôi Nhưng mắt cứ liếc vào trong kia Bà ấy muốn vào phòng bố chồng tôi đây mà Nhưng mà còn tôi ở đây Thì làm sao bà ấy có cửa chứ Bà Hà uống hết một chai Mà đã say vắt lưỡi ra rồi Còn bốn chai tôi uống hết Mà chẳng bỏ bèn gì Nói thật là tôi ở trong nam quen uống bia rượu rồi thậm chí tôi còn uống bia từ bé những người như bà hà thì tuổi gì mà uống bia với tôi bà hà say rồi nằm luôn ra đó tôi mới lay gọi bà ấy bác ơi bác hà ơi mắt bác hà vẫn nhắm Hử, bác say rồi bác về nhà ngủ đi tao muốn ngủ với bố chồng mày ôi cha trời mẹ đất ơi bác hà say quá nên động tình luôn rồi mọi người ạ à. tôi bực quá gắt lên Liêm sĩ của bác đâu rồi ạ? À? Người ta có vợ con đàng hoàng cả rồi, sao bác cứ thích đâm đầu vào thế ạ? À? Rồi lúc bị đánh, lại hỏi tại sao? Người gì mà lì lợm cố chấp đến vậy? Bác Hà nằm lại nhảy. Tao thích bố chồng mày lâu rồi mà, nhưng ông ấy cứ từ chối tao, và coi như không quen tao vậy á. Thì bố chồng cháu là người tử tế nên vậy, bố cháu không muốn mẹ cháu phải buồn, thế nên bác đừng cố chấp nữa, không người thiệt là bác đấy nhưng mà tao thích bố mày mày có hiểu không hả bác thích ai không thích lại đi thích ông hàng xóm đã có vợ vậy là bác dại rồi bác tỉnh táo lại đi không là bác khổ đấy giờ thì bác về đi ạ à. tao không muốn về bác mà không về cứ nằm lì ở đây lát mẹ chồng cháu về mẹ chồng cháu đánh cho bác say thế này bác chạy không kịp đâu ạ à? bà hà đứng dậy nhưng loạn choạng rồi ngã lăn ra bố chồng tôi đi ra thấy vậy liệt nói bác hà say quá rồi để bố cõng bác ấy về cho Tôi liền ngăn bố chồng lại Không được Bố cứ để con cõng bác ấy Nhưng bác ấy nặng thế Con cõng nổi không Không cõng được cũng phải cõng thôi bố à Bởi nếu để mẹ con biết chuyện Bố cõng bà ấy Là con cũng chết với mẹ đấy Vậy để con cố cõng bà ấy thôi Hay để bố cõng bà ấy về cho Thôi bố cứ để con Con đã hứa với mẹ là canh chừng bà ấy Không để bà ấy lại gần bố rồi à Bố hiểu mà Tôi cố tình mượn bia để nói ra cho bố tôi biết Nhưng thực chất là tôi đang nhắc nhở ông ấy rằng Ông ấy mà vớ vẩn là ông ấy biết tay mẹ con tôi ngay Cũng may là bố chồng tôi biết ý Không nói gì nữa để cho tôi tự quyết mọi chuyện Tôi ý ạch cõng và hà về Nhưng người gì mà nặng thế không biết Ăn cho lắm vào rồi nặng như con lợn vậy Cõng bà về tới nhà Bà ấy nằm vật ra giường và ngủ luôn Mấy lần bị tôi cảnh cáo Nhưng bà Hà không hề sợ bà biết bố chồng tôi ở nhà Nên bà luôn tìm cách rủ dê bố chồng tôi sang nhà bà ấy Lần trước thì bà ấy nhờ bố chồng tôi sửa vòi nước Lần này thì rửa tivi, lần thì sửa quạt điện Sáng nay tôi ngủ dậy muộn, tôi không thấy bố chồng tôi đâu cả Tôi nghĩ bụng, hay là bố chồng tôi ra đồng với mẹ tôi rồi nhỉ Tôi nghĩ vậy thôi, tôi lại lên giường nằm thêm một lúc nữa Đang nằm thì tôi chợt nhớ ra và tôi vội dậy đi xuống nhà xem Có xe máy của bố chồng tôi ở nhà không? Bởi nếu ông đi xuống đồng với mẹ tôi thì ông sẽ đi xe máy, nếu xe máy còn ở nhà, tức là không phải ông đi. Tôi xuống nhà thì thấy xe của ông ở nhà, chỉ có cái xe đạp của mẹ tôi là không thấy, vậy có nghĩa là mẹ tôi ra đồng bằng xe đạp, còn bố tôi thì đi bộ đi đâu đó rồi. Tôi mới đi ra cổng ngó nghiêng xem có thấy bố chồng tôi đâu không thì không thấy đâu cả. Không biết là bố chồng tôi đi đâu rồi nhỉ. Bà Hà bê cốc nước chanh đường bà vừa pha ra đưa cho ông chồng trọng uống nước đi hà mới vừa pha xong đấy tôi cảm ơn bà trọng có mệt không sửa cái quạt thôi có gì đâu mà mệt trọng này lần trước trọng chưa trả lời đề nghị của hà giờ hà muốn nghe câu trả lời của trọng ông trọng gãi đầu nói chúng ta già cả rồi bà đừng như vậy mà người ta cười cho đây. người ta làm sao biết được mà cười chứ hà thật sự rất thích trọng không lẽ trọng không cảm nhận được chút gì sao ông trọng thở dài rồi nói giờ tôi già rồi tôi không còn ham hố mấy cái trò đấy nữa bà tìm người khác mà quen đi tìm những người đang cô đơn giống như bà ấy như vậy sẽ tốt hơn ông trọng đã từ chối thẳng thắn như vậy nhưng bà hà cứ cố tình gạ gẫm ông trọng ngồi sửa quạt thì bà hà ôm ông trọng từ phía sau rồi hôn lên tai lên cổ ông hà thích trọng ông trọng đẩy bà hà ra bà cứ sấn vào ôm ông bực quá gắt lên bỏ tôi ra đi bỏ ra tôi không bỏ đâu giả dạ rồi còn vớ vẩn tôi không còn gì để nói với bà nữa rồi tôi ra cổng nhìn sang bà hà tôi nghĩ có khi nào bố chồng tôi ở bên đó không nhỉ tôi đang nghĩ mình có nên sang đó tìm không cuối cùng thì tôi cũng quyết định đi sang tìm bố chồng tôi tôi mở cửa cổng nhà bà hà ra rồi đi vào trong tôi thấy bà hà đang nằm đè lên người bố chồng tôi ngay ở nền nhà bên cạnh là cái quạt đang sửa dở tôi mới quát lên này bà kia, bà đang làm gì bố tôi đấy hả? Bà Hà ngẩng lên nhìn tôi, bà gắt lên. Sao lần nào mẹ cũng phá đám tao thế hả? Bố chồng tôi nhìn thấy tôi thì mừng quá, ông liền nói. Nhi ơi, cứu bố với, cứu bố với. Tôi liền chạy lại túm tóc bà Hà và kéo bà ấy ra. Như kiểu tôi đang giải cứu bố khỏi con yêu quái già xấu xa vậy. Bà Hà chưa kịp bò dậy, tôi đã túm tóc bà ấy và rối ra ngoài. Cái bà già này Giả dạ rồi mà đĩ thoã vậy Bà Hà bị tôi rùi tóc Choáng luôn Cứ ngồi dậy Xong lại ngã ra phía sau Tôi bực quá chửi cho bà ấy một thôi một hồi Đừng để chuyện này tái diễn thêm một lần nào nữa Tôi nói với bác bao nhiêu lần rồi Sao bác vẫn cố tình như vậy Đã vậy Bà còn cố gân cổ lên cãi tôi với càng điên máu May cho bà ấy Là có bố chồng tôi can kịp thời Không thì bà ấy biết tay tôi Sau vụ đấy Bà ta đi rêu rao khắp làng rồi người ta bàn tán ôm lên Còn dâu bà vân mất dậy đánh người vì bà hà đi rêu dao là bà ấy nhờ bố chồng tôi sửa hộ cái quạt điện có mỗi thế thôi mà tôi xông vào túm tóc bà ấy thế là tai tiếng của tôi vang khắp cả làng trên sóng dưới sau vụ mang tai mang tiếng tôi cũng ngại nên ít ra ngoài mọi người gặp tôi lại tránh mặt đi thì tôi ngồi buồn suy nghĩ mẹ chồng tôi hỏi con lại nghĩ chuyện hôm trước đấy à mẹ tin con hay tin bà hà con ngốc này, tất nhiên là mẹ tin con rồi, mẹ biết chắc chắn là bà Hà đã vớ vẩn với bố con, nên con mới túm tóc bà ấy như vậy, chứ tự dưng ai lại đi đánh người. Vâng ạ, à, mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con đã bị liên lụy. Đâu có đâu ạ, à, người xin lỗi phải là con mới đúng, vì con mà giờ cả nhà mình mới mang tiếng lây rồi. Mẹ điên lắm, mẹ sang tìm bà Hà, đã tính sổ với bà ta, thì bà ta đóng cửa nhà rồi, đi đâu mất đi không chịu nổi. Con nghe người ta nói là con bà ấy về đón bà ấy đi rồi mẹ ạ. Ừ, con yên tâm, khi nào bà ấy về, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con, mẹ hứa đấy. Con không sao mà mẹ. Mẹ không thể để mọi người bàn tán sai sự thật như thế được, bà ta là người có lỗi chứ đâu phải con. Nhưng người ta bàn tán nhiều chuyện đúng mà mẹ, con có biết làm gì đâu, về đây mẹ phải nuôi con, cả chuyện con chơi cờ bạc không cưới nữa, người ta bàn tán đúng mà mẹ biết nhưng con là con dâu của mẹ chứ không phải là con dâu của mấy bà lắm điều đó đâu người ta nói gì mặc người ta còn mẹ thì mẹ lúc nào cũng thương con nhất nên con đừng suy nghĩ về mấy chuyện linh tinh đó nữa nha bà hà sống một mình nên cứ lúc ẩn lúc hiện như ma vậy những lúc mẹ chồng tôi có nhà thì không thấy mặt mũi bà ấy đâu cả nhưng khi mẹ chồng tôi đi làm là bà ấy xuất hiện ngay tải thêm tôi bàn với mẹ chồng để lên kế hoạch tóm tận mặt để cho bà ấy một trận nhớ đời hôm đó tôi chở mẹ tôi đi ra ngoài để dụ bà hà sang nhà tôi vì mấy hôm nay bố chồng tôi đau chân nên ông nghỉ ở nhà bà hà đang quét cổng thấy tôi và mẹ chồng tôi rong xe ra bà liền tò mò hỏi hai mẹ con đi đâu sớm thế mẹ chồng tôi liền nói dối hai mẹ con tôi đi ăn cỗ ở bên làng bên thảo nào mẹ con bà ăn mặc ngon lành thế ừ thôi mẹ con tôi đi không muộn bà hà cười đắc ý nhà chúng nó đi hết cả rồi Giờ chỉ còn ông Trọng ở nhà thôi Tốt quá, ông trời giúp mình rồi Bà Hà vội về nhà chải đầu Rồi thay bộ quần áo mát mẻ Mặc một cái váy công chúa dài loét quét dưới đất Xong bà tô son môi Bôi kem trắng da lên mặt Rồi đi sang nhà ông Trọng Ông Trọng nằm ở phòng khách xem tivi Thì bà Hà đi vào hỏi Bà Vân ơi, bà Vân Ông Trọng liền ngồi dậy nói Bà ấy không có nhà đâu Bà bảo gì bà ấy à Không, Hà có bảo gì đâu ở nhà chán quá Tưởng bà ấy ở nhà Nên Hà có buôn chuyện lúc cho vui mà Thế bao giờ bà ấy về rồi bà sang vậy Bà Hà ngồi xuống lân la hỏi ông Trọng Thế trân trọng sao thế À hôm trước tôi đi làm Không may bị ngã Đâu hả xem nào Không sao đâu mà Bà Hà cứ sấn vào xem chân ông Trọng Ông Trọng đẩy bà Hà ra Bà cố tình túm lấy chân ông Trọng Khiến ông Trọng luống cuống Chân thì bị đau Thế là ông ngã xuống đất bà hà liền kéo ông trọng dậy vừa kéo bà vừa hỏi để hà đỡ trọng dậy nhé hà có làm gì đâu mà trọng cứ tránh né hà vậy ông trọng chân đau nên mặt nhăn nhó thôi tôi xin bà bà đi về đi lần trước vẫn chưa đủ ầm làng ầm xóm sau hà biết chứ hà chỉ ngồi đây chơi với trọng một tí thôi rồi hà đi về trọng đừng có lo nhé rồi bà hà cứ ngồi lân la nói chuyện với ông trọng ông trọng miễn cưỡng ngồi nghe vì ông đuổi bà hà cũng không về bà hà ngồi sát lại gần ông trọng rồi bà để tay lên đuổi ông trọng ông trọng đẩy ra bà ngồi xe ra đi tôi nóng trọng nóng à thế cởi bớt áo ra cho mát đi tôi lái xe chờ mẹ về gần tới cổng rồi tôi đứng lại hỏi mẹ mẹ nghĩ giờ này bà ấy đã sang nhà mình chưa mẹ chắc là bà ta sang rồi đấy con ạ à? thế mẹ con mình gửi xe ở đây đi rồi đi bộ về cho đỡ lộ nhé ừ nhanh lên con gửi xe xong tôi và mẹ chồng vội vã đi về nhà về tới sân tôi đã nghe tiếng bà hà ở trong nhà rồi tôi ra hiệu cho mẹ đi vào xử bà ấy còn tôi ở ngoài cầm điện thoại để quay lại lúc nãy bà hà cứ sấn vào cởi áo bố chồng tôi nào để hà cởi áo giúp trọng nhá trời nóng thế này mặc áo làm gì chứ trời ơi bà đang làm cái trò gì thế hả à? bà tránh ra đi tránh ra đi hà không tránh đâu Chồng đừng có đuổi hà làm gì cho mất công sao bà cứ phải cố chấp như thế à rồi người ta cười vào mặt đi Kệ chứ, Hà không sợ Bà không sợ, nhưng tôi sợ Tránh xa tôi ra đi Bà Hà cứ cố tình ôm ông trọng Đúng lúc đó mẹ chồng tôi đi vào Bà lạnh lùng nói Bà Hà, bà đang làm cái trò gì thế à Bà Hà giật mình Mặt tái dần đi Khi nhìn thấy mẹ chồng tôi Bà ấy liền quay ngoắt thái độ luôn À bà Vân về rồi đấy à Nếu tôi không về Thì sao tận mắt nhìn thấy những chuyện sai trái này được Bà Hà gân cổ lên cãi Ông ấy kêu nóng nên tôi giúp ông ấy Tôi có mướn bà giúp đấy à Thì hàng xóm giúp đỡ nhau thôi mà Ngay lập tức mẹ chồng tôi lao vào tắt vào mặt bà Hà liên tiếp Bà Hà càng dãy thì lại càng bị tắt nhiều hơn Này thì hàng xóm giúp nhau này Hàng xóm giúp nhau này Mẹ chồng tôi đang hăng máu Nên bà Hà trở tay không kịp Mẹ tôi tắt cho bà ấy mấy cái Bà Hà cố vùng vẫy để bỏ chạy Thì tôi ở ngoài thèm nhà tôi dẫm vào váy của bà Hà, làm cái váy thụt xuống hở cả quả mông với cái quần chip đỏ chóe. Bà ta thì vỗ ếch luôn, đang lồm ngồm đứng dậy, mẹ tôi xung tới rút thêm hai cái vào mông bà Hà. Bà Hà ngã rúi rụi, đang định vùng chạy tiếp, mẹ chồng tôi tốm cái váy kéo lại. Lần này thì soạc một đường, váy công chúa của bà Hà trở thành mớ ba mớ bảy rồi. Bố chồng tôi sợ quá hết ẩm ý lên, bảo mẹ chồng tôi không đánh nữa. Nhưng lúc đó mẹ chồng tôi đang hăng máu, thì không ai có thể ngăn cản được bà. Bà Hà giờ nhìn như sơ mướp, quáng quảng, ôm váy rách chạy về nhà. Sau đó bố chồng tôi thấy mẹ chồng tôi đuổi theo bà Hà ác quá. Chân ông đau nên ông không thể ngăn bà lại. Còn tôi thì đứng đó để tiếp lửa tinh thần. Cuộc chiến của những người đàn bà thì không nên xen vào. Bà Hà vì vội vàng bỏ chạy nên chân bị mắc vào váy rách. Khiến bà ngã nhào từ trên bậc hè xuống sân. Khiến bà bị mẻ mất một mảnh răng cửa bố chồng tôi sợ quá lăn đùng ra ngất tới lúc đó tôi mới chạy vào đỡ bố chồng và gọi mẹ chồng thì mẹ chồng tôi mới dừng tay tôi và mẹ chồng tôi vội vàng đưa bố chồng tôi đi viện mặc cho bà hà nằm bẹp như con ếch ở giữa sân nhà tôi sau vụ mẹ răng cửa đó con trai bà về đưa bà đi thay răng sứ đấy chỉ vì mê trai mà bay luôn mười củ vì đi làm răng mà khổ nỗi cả hàm có mỗi một cái răng trắng ẩn giữa đám răng vàng ố nhìn mà buồn cười quá. Từ đó, làng xóm không gọi là Hà công chúa mà đổi tên là Hà dứt, cũng từ đó bà Hà không dám sang nhà chồng tôi nữa, dù là sang xin rau cũng không bao giờ. Con trai bà ấy đã chuyển về nhà ở gần mẹ để tiện chăm sóc. Đến bây giờ khi mọi chuyện đã qua đi, nhưng bà Hà vẫn còn sợ tái mặt khi nhìn thấy mẹ chồng tôi, bởi bà Hà chưa bao giờ thấy mẹ chồng tôi nổi giận mà lại đáng sợ như vậy. Nên cứ nhìn thấy mẹ chồng tôi Là bà Hà lại lảng đi chỗ khác Cũng từ ngày đó Mẹ con tôi chưa nói chuyện với bà Hà một lần nào Bởi trong chuyện lúc đó Bà ấy cũng bị mang tay tiếng Bà Hà bị người ta nói là ve vãn chồng người khác Còn tôi và mẹ chồng tôi Thì bị người ta nói là gây gớm hoạn thư Suốt một thời gian đi tới đâu Cũng thấy người ta bàn tán về mẹ con tôi Nhưng mọi người nói mãi rồi cũng thôi Cho tới bây giờ thì không ai nhắc tới nữa, mọi chuyện đã chìm xuống, nhưng những người trong cuộc thì vẫn còn ngại ngùng và chưa dám đối diện với nhau. Đợt này, con trai bà Hà bận công việc nên lại đi làm xa, bà Hà lại lủi thủi một mình, thời tiết bây giờ đã sang mùa đông, bà Hà bị ốm, ở bên nhà tôi còn nghe rõ tiếng bà Hà ho, mấy hôm nay bà ấy ho nhiều, tôi không nhìn thấy bà ấy đi đi lại lại ở sân nữa, chắc bà ấy mệt nên không muốn đi lại nhiều. Thời tiết mưa phùn lạnh tê tái nên mấy hôm nay mẹ chồng tôi không ra đồng nữa, hai mẹ con ở nhà bày vẽ rồi làm những món ăn ngon bổ cho cả gia đình. nghe tiếng bà Hà ho, tôi mới bảo mẹ chồng: dạo này bà Hà ốm rồi hay sao ấy? con thấy ho cả tuần nay không đỡ ấy. ừ, mẹ cũng nghe thấy tiếng bà ấy ho mà. mấy hôm trước con gặp bà ấy ở cổng, con thấy bà ấy cứ buồn buồn, không biết có chuyện gì không. ừ, đợt này không cãi nhau với bà ấy, mẹ lại thấy văng vắng con ạ à. con cũng thấy vậy. Ngày trước không ngày nào là bà ấy không sang gây sự với mẹ con nhỉ Mấy tháng nay bà ấy không sang Con lại thấy cuộc sống này hơi tẻ nhạt mẹ ạ à. Đợt này con bà ấy đi làm rồi Giờ ốm nằm một chỗ là tủi thân lắm cho mà xem Đấy, nếu bà ấy sống biết điều Thì có phải bây giờ ốm nằm đấy Mẹ con mình nấu cho bát cháo sang ăn Rồi đỡ đần việc nhà giúp cho rồi Ai bảo sống không biết điều cơ Nghiệp quật mẹ nhỉ Ừ, mà kể ra thì cũng tội bà ấy hay để mẹ sang xem bà ấy thế nào nhé thế để con đi cùng mẹ nhé trời mưa phùn tôi và mẹ chồng đội nón đi sang nhà bà hà đẩy cửa đi vào mẹ con tôi thấy bà hà nằm bẹp ở trên giường bà hà ơi bà có sao không bà hà mở mắt ra thều thào nói giọng yếu đói khát tôi đói quá bà vân ơi trời ơi sao trông bà tiểu tụy thế này bà đói à để tôi bảo cái nhi về lấy cơm chăn canh cho bà ăn nhé Tôi vội chạy về nhà lấy cơm, rồi chan canh mang sang cho bà Hà. Mẹ chồng tôi ngồi đút cơm cho bà ấy ăn. Bà Hà ăn như sắp chết đói vậy. Trời ơi, thế sao không ra thèm nhà rồi gọi tôi? Để tôi mang cơm sang cho, ai lại để đói như vậy? Nhưng mà tôi ngại, tôi ngại bà lắm. Trời ạ, à, chuyện gì nó qua rồi thì cho nó qua đi. Cần gì thì cứ gọi tôi chứ. Thế này mẹ con tôi không mang sang. Thì bà mệt lả đi, ai biết đấy là đâu? Tôi đứng nhìn bà Hà mà thấy xót xa Bà ấy một thân một mình Nên ốm đau không ai dòm ngó Tự dưng tôi lại thấy thương bà Bà ấy ngại với nhà tôi Nên bà ấy không dám nhờ vả Một mình cắn răng chịu đựng Mẹ tôi đốt cơm cho bà Hà ăn Rồi lấy nước ấm lau người Thay quần áo cho bà Hà Tôi đi mua thuốc và mua cho bà ấy thủng sữa tươi Rồi mấy ngày sau đấy Tôi mang cơm sang cho bà ấy đủ ba bữa Bà Hà ăn cơm no bụng Rồi uống thuốc đầy đủ nên một tuần sau bà đã khỏi ốm, bà Hà khỏi ốm, bà sang cảm ơn mẹ con tôi rối rít. Chúng tôi đã cho qua mọi chuyện, giờ là tình hàng xóm tốt đẹp thôi, người ta nói bàn anh em xa, mua láng giềng gần đúng không mọi người, rồi tình hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau là đây chứ đâu. Một thời gian sau, trời mưa nên tôi dậy muộn, vừa đi ra ngoài cửa phòng đã nghe thấy tiếng mẹ tôi chửi um lên rồi. Này cái bà kia đã hái trộm rau nhà tôi Lại còn dẫm nát cả rau nhà tôi thế à Gớm hàng xóm với nhau Mà bà tiếc tôi nắm rau đấy à Đổ ki bo kiệt sĩ. Ngày nào cũng sang vườn nhà người ta hái trộm rau Rồi dẫm nát hết cả rau nhà người ta Thì ai mà chịu nổi chứ Nát có tròm rau Mà bà lắm mồm thế à Tôi tuyên bố Giờ không có hàng xóm láng giềng gì hết Con nhi đâu Thả chó ra cho mẹ nào các bạn thân mến câu chuyện rất vui phải không nào câu chuyện đến đây là kết thúc rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe xin chào và tạm biệt